Rồi chào anh em. Kiểm tra lại âm thanh ok chưa? Chúng ta bắt đầu ha cả nhà. Buổi Zoom hôm nay gần như là cái buổi Zoom cuối cùng của năm. Ngoài cái buổi này ra thì có một cái buổi nữa là vào ngày 27 có nói với mấy anh em đấy. Vào ngày 27 có thì nó nhằm ngày 18 tháng 1. Có nghĩa là còn 8 ngày nữa. Chúng ta đâu đó chúng ta còn khoảng 10 ngày, chục ngày, 11 ngày gì đó là bắt đầu tết rồi ha. Thì buổi Zoom để mình mở cái lịch Zoom anh em học viên đây nè. Vừa rồi mấy ngày cận tết này mình có soạn ra một cái bộ khá hoàn chỉnh cho mấy anh em học viên. Hôm nay chúng ta Zoom vào tối ngày 10 nè. Hôm nay chúng ta Zoom nè. Còn một buổi của anh em học viên nữa là vào ngày thứ năm. Tối thứ năm thì chúng ta sẽ học cái phần on trend thứ ba. Ha. Cái on trend ở đây không phải là học về nhận định không, mà là chúng ta sẽ học cái cách xem, cần xem cái gì, ý nghĩa của những chỉ số đó là cái gì đó. Thì đây là cái buổi thứ ba của anh em học viên chúng ta học. Thì ngày mai thì có một cái buổi kèm với anh em học viên mới, thứ năm á có một cái buổi kèm với anh em học viên mới. Ha. Thì anh em học viên chúng ta chỉ còn hai buổi này, sau đó chúng ta nghỉ Tết. Thì có chúng ta nghỉ khoảng một tuần là bắt đầu chúng ta đón Tết rồi, ok chưa? Rồi đến ngày 18 tháng 1 thì mới có cái buổi Zoom vừa học viên vừa cả cộng đồng luôn, để nhận định cái năm 2023 sắp tới, nền kinh tế năm 2023 sắp tới ha. Rồi thì mấy anh em có nghe qua, mấy anh em cũng đã nghe qua về cái buổi Zoom mà cuối năm mình hay làm vào năm 2019 á, thì các bạn có thể nghe lại cái đó và các bạn sẽ tự hiểu là cái độ chính xác nó như thế nào. Thì năm nay thì mình cũng sẽ có một số cái ý chính khá quan trọng muốn chia sẻ với các anh em vào ngày 27 đó là ngày 18 tháng 1 dương lịch đó. Thì những cái ý đó, những cái kiến thức đó, sẽ những cái thông tin đó sẽ được chia sẻ và lưu lại ha, để sau năm 2023, 2024 chúng ta chiêm nghiệm lại. Cũng giống như bây giờ chúng ta đang chiêm nghiệm lại với những cái mà 2019 rồi chúng ta nhận định và nó đi rất là chính xác. Nó đi khá chính xác, đúng không? Đấy. Rồi. Cho nên hôm nay vừa là cái buổi Zoom anh em học viên, vừa là cái buổi Zoom cộng đồng, hầu như là cái buổi Zoom cuối, và chúng ta lo cho sau buổi Zoom này bắt đầu chúng ta chuẩn bị đón Tết là vừa rồi. À, chúng ta chỉ có khoảng một tuần đến 10 ngày thôi. À, đón Tết ở bên gia đình đi. À, rồi ngoài ra có một cái chương trình nữa rất là hay. À, sáng nay bên Vinix họ cũng DM mình. Họ cũng báo mình có một cái chương trình rất là hay là bên Vinix họ họ chuẩn bị họ chạy một cái chương trình đâu đó ngày mai ngày mốt thì sắp họ sẽ công bố ấy. Tức là cái chương trình này đối với những cái bạn mới, những bạn tạo tài khoản mới và KYC, những bạn tạo tài khoản mới và KYC theo đăng ký theo cái đường link của Ricky Trading á, thì những bạn đó sẽ được tặng những cái phần thưởng là bonus hay là gì gì đó. Ngoài ra đối với các bạn đợt mới này á, đợt mới này join vào nhóm, trong là nhóm Marine á, thì sẽ được tặng kèm hai buổi. Mình nghĩ chắc phải ba buổi Zoom chuyên về Marine, hướng dẫn cho các anh em từ những người mà chập chững mới bước vào không biết cái đó là cái gì đó, rồi về phân tích kỹ thuật và về quản lý vốn đó. Sẽ có cái phần đó mình kết hợp với bên VNX sẽ làm cái đó ha. Thì để báo các anh em luôn, bây giờ chương trình thì chưa chốt với bên VNX, chắc họ sẽ sớm công bố với anh em thôi. Thì tham gia cũng dễ lắm, chỉ cần các bạn tạo tài khoản mới và KYC xác minh danh tính đấy, xong rồi các tài khoản đó là tài khoản sống với giao dịch, ok cho vào nhóm, và cái nhóm mới đó sẽ được cái nhóm mới đó sẽ được tham gia vào, được học luyện ba buổi về chuyên marine. Mình sẽ giúp mấy anh em hướng dẫn. Rồi một điều nữa là năm 2023 bắt đầu mình sẽ lọc cái channel bên marine, bắt đầu mình sẽ lọc lại cả bên channel marine đến đến group chat. Rồi chúng ta nhìn thấy mình có mở cái danh sách cho mấy anh em thấy đấy, group chat chúng ta 11.000 member, 11.200 member, mà trong khi đó có nhiều member tạo tài khoản join vào group group chat. Và các bạn biết trong suốt 6 tháng rồi, 6 tháng, 3 tháng, 4 đến 6 tháng, họ chỉ chat đúng có một dòng, một hai dòng mà. Thì rõ ràng cầu ngầm nó rất là nhiều. Và cái lượng nick đó vừa rồi lọc ra đến 200 mấy, gần 300 em. Các bạn hình dung. Cho nên thường là
chắc sang năm có xóa luôn group chat đó. Học cái group chat đó nó có lưu mấy cái ban list rồi, nó có lưu số danh sách đen rồi, cho nên chắc không xóa, nhưng mà sẽ lọc lại những cái nick mà ít hoạt động, ít công tác thì không cần thiết ở trong group ha. Lọc lại đó, rồi còn channel marine thì sang năm dẹp hết, lọc hết, xóa hết, làm cái channel mới. Và với cái lượng với khi mà làm cái channel mới rồi thì lúc đó sẽ có một cái lượng data mới, thì những cái user cũ họ vào họ cũng chả có giao dịch, có nghĩa là cạo cả khoảng cho có vào thì lần này cũng sẽ bị thanh lọc luôn. Thay vì cái cách đó tôi là thay vì cô ngồi cô lọc từng cái user như vậy, cô sẽ không lọc, cô dẹp mẻ channel luôn, cô làm mới lại cần đầu là xong đó. Và khi anh em ai dùng user cũ thì PM lại cô cứ check một cái là vào mới đó, 2023 sẽ làm đó. Và trước khi chạy, trước khi có cái khóa học 3 buổi free hoàn toàn dành cho anh em bên channel marine thì phải lọc lại channel marine ha. Đó thì chia sẻ những cái chương trình sắp tới cho năm 2023 cũng có đó của đầu năm, ok ha. Rồi hôm nay thì nội dung hôm nay sẽ là cái hướng dẫn cho mấy anh em cả từ cộng đồng cho đến anh em học viên là những cái kỹ năng xử lý tài khoản và nhận định thị trường trong khoảng 1-2 tháng tới. À, thì hôm nay ví dụ tài khoản các bạn từ cộng đồng cho đến học viên, tài khoản các bạn đang gặp vấn đề gì, các anh em đang vướng những cái gì thì các anh em cứ mạnh dạn chia sẻ ra ha, cứ chat lên đó và tôi sẽ nhìn trên đó và tôi sẽ góp ý cho mấy anh em, tôi sẽ cho các anh em thấy là tại sao chúng ta bị vướng những cái lỗi đó và cái hướng xử lý là như thế nào. Tôi sẽ không đi chi tiết vô là phải vô con này coi chặt con này phát con này tôi sẽ không làm đó. Anh em học viên thì cô còn làm cái plan đó cho từng bạn. Nhưng mà riêng bên cộng đồng và bên mọi người thì cô chỉ có thể hướng dẫn cho các bạn cái nhìn thấy được cái lỗi, cái sai mà đang vướng phải và cái hướng xử lý nó như thế nào. Đó, để anh em có một cái cách nhìn tốt hơn. Đó. Cho nên hôm nay các bạn không hỏi thì thôi chịu thua ha. Các bạn hỏi về cái link đăng ký channel Marine ha. Đây, để cô gửi. Cái đó thì các bạn có trong group chat. Có trong group chat thì các bạn đây cô gửi lại luôn bên chat của bên chat của Zoom luôn á. Đó, các bạn cứ lưu lại ha. Ok, cứ lưu lại. Rồi, đấy. Bây giờ cô sẽ trả lời câu hỏi cho mấy anh em. Trước khi trả lời câu hỏi cho mấy anh em, chắc cô sẽ nhận định sơ qua về BTC. Nhận định sơ qua về Bitcoin cho mấy anh em ha. Rồi trong quá trình đó các bạn tài khoản các bạn bây giờ các bạn đang gặp vấn đề gì thì cứ chia sẻ lên rồi cô xem cần trường hợp góp ý cho mấy anh em và mấy anh em khác còn lại học luôn, không hỏi luôn. Đa số trong cái những buổi Zoom như vậy thì còn ngầm nhiều lắm. Còn ngầm có là gì? Thế là họ ngoan lắm. Họ ngồi chỗ, họ ngồi họ đợi xem ông này ông có chia sẻ cái bí kíp gì không. Ông này ông có chia sẻ những cái gì hay ho không? Các bạn hiểu không? Xong rồi bắt đầu họ lẳng lặng họ học xong bắt đầu họ ra họ không nguy hiểm, họ ra họ làm đủ trò đó, rồi thiêu dệt lên những kiến thức gốc đó, họ nhận định thị trường xong họ thiêu dệt lên là tài phụng giáo thái các kiểu đó, nhiều lắm. Cho nên nếu mà chúng ta ngồi, chúng ta mang cái cơ duy là chúng ta ngồi chỗ chúng ta đợi xem một cái chó gì mình lấy thì đó là một cái cơ duy nghèo, nó nghèo từ kiến thức đến nghèo đến cuối tiền, nó sẽ không làm cho chúng ta khá hơn. Thay vì như vậy thì chúng ta nên chủ động. Tại sao cô nói là khi mà các bạn sẵn sàng thì người thầy xuất hiện. Chủ động ở đây là những cái mà các bạn đang cần nhận, các bạn phải mở miệng ra và phải hỏi đó, những cái vấn đề mà các bạn đang bị vướng mắc phải, các bạn hỏi thì đâu đó người ta biết được, người ta sẽ giải quyết cho các bạn, người ta sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách xử lý vấn đề đó, thành công không? Thì nhiều khi mà một người hỏi như vậy những bạn còn lại không học được luôn đấy. Ok, bây giờ mình sẽ nhận định về thị trường sơ qua cho mấy anh em ha. Vừa rồi thì cô cũng có up một cái chat về BTC, có nhận định BTC rồi. Thì có báo mấy anh em là lưu ý cái 4 giờ, cái BTC 4 giờ bây giờ nó lên rất là cao. Nó lên rất là cao thì theo lý thuyết đao á trong một đợt ăn nó phải có cái nhịp sóng điều chỉnh. Thì các bạn nhìn thử cái nhịp này nè, nó cắt bớt cái đường này cho các bạn đỡ nhìn cái dây nhợ nhiều quá. Các bạn nhìn BTC 4 giờ nha. Các bạn thấy là nó lên nè. Điều chỉnh sang màu trắng. Đúng không? Sau đó nó lên, rồi điều chỉnh. Lên, điều chỉnh, lên.
điều chỉnh, và bây giờ nó lên, nó chuẩn bị điều chỉnh. Và các bạn nhìn thị nhìn nhìn thật kỹ về cái lý thuyết Dow, nó ứng với, nó ứng rất là sát với thị trường. Mỗi cái nhịp lên này nè, đây được gọi là nhịp sóng chính, thì nó sẽ xuất hiện một cái sóng phụ, hay còn gọi là sóng điều chỉnh, hay là xu thế cấp 2 gì đó, mà theo các bạn học CME, các bạn được học những cái đấy. Thì cái sóng điều chỉnh này nó có tỷ lệ tương ứng với cái sóng chính ở vùng này đâu đó khoảng 50% hoặc là 61,8% hoặc là 3,2. Thì tương tự như vậy, trong một cái nhịp tăng chỗ này thì nó cũng xuất hiện một cái sóng điều chỉnh tương ứng tỷ lệ vàng. Ở đây cũng như vậy và ở đây cũng như vậy. Và bây giờ ở đoạn này nó cũng sẽ, nó cũng đang xuất hiện như vậy. Hình dung không? Thì vấn đề ở chỗ là chúng ta đang nhìn nó đang tạo cái cấu trúc đỉnh đáy sau cao hơn trước. 4 giờ nó đang tạo cái cấu trúc đỉnh đáy sau cao hơn trước, và 4 giờ nó chính thức là EMA 34 nè, nó nằm, nó cắt lên EMA 39 và cắt lên EMA 200. Thì đây á, nó được gọi là báo hiệu chuẩn bị cho một cái xu hướng rõ ràng. Và làm nó, thường chúng ta học về xoắn R chúng ta biết rồi, hai chỗ xoắn R này cộng lại nó cắt nhau nè, thì nó mở ra cho một cái chu kỳ mới, chu kỳ này chu kỳ giảm, sau đó nó cắt ra như vậy, nó cắt lên thì chuẩn bị nó mở ra cho một chu kỳ con. Hình dung chưa? Nhưng cái vấn đề ở đây là chúng ta biết nó đang 4 giờ nó đang là một đạo tăng đó. Nhưng nếu như mà D1 nó là một đạo tăng thì quá đẹp. Nhưng rất tiếc các bạn à, D1 chúng ta nó không là một đạo tăng. D1 nó không đạo tăng. Tại vì sao? Tại vì á, có một cái nhịp nó rớt rất là kinh khủng ở D1. Nó rớt một phát là từ ngày 21.300 mà nó tạo ra một cái đáy là 15.500. Nó rớt chỉ trong vòng khoảng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 2 3 4 4 ngày. 4 ngày mà nó rớt từ 21k nó rớt về 15k mấy. Chính vì nó rớt như vậy cho nên các bạn biết là nó rớt như vậy, nó rũ bỏ rất là nhiều cái niềm hy vọng, nó làm cho rất là nhiều phải cắt hàng, người phải cắt hàng, khác hàng các kiểu, và nó tạo ra một cái xu hướng giảm trên D1 khá lớn. Cho nên bây giờ ở 4 giờ mà nó có cái bực, một cái đà nó hôi nó như vậy nè, D1 nó vẫn là đà giảm. Chúng ta học xong đến R, nếu mà 4 giờ nó là một đà tăng mà mở sang D1 là một đà tăng thì nó quá đẹp, quá đẹp. Chúng ta chỉ có việc chúng ta canh, chúng ta bay lên. Nhưng mà bây giờ ác cái D1 nó vẫn là đà giảm. Chúng ta nhìn EMA 34 dưới 39 và dưới 200, giá lại nằm dưới so với R. Và cái đoạn ngắn vừa rồi á, là nó có lao lên, nó đang nằm trên EMA 34, hình như không? Nó đang nằm giữa cái đoạn EMA 34 và 89. Vậy thì ở cái trường hợp này mà chúng ta học so với R, chúng ta gọi nó là cái trường hợp bánh mì kẹp hợp. Đối với 4 giờ mà nó hiện cái đoạn này như vậy thì chúng ta sẽ không giao dịch, bởi vì nó gọi là một cái xu hướng không xác định, đi ngang. EMA Sonic, cấu trúc Sonic R á, là 34 chứ 89, nó là một đà giảm. Nó là một đà giảm trong khi á, cái giá nhất thời nó lại lao lên được thì chưa gọi là một đà tăng được. Nó phải thay đổi được cái cấu trúc của Sonic R là một đà tăng thì mới an toàn, hiểu không ạ? Cho nên đó là cái vi diệu của khi mà chúng ta đa khung thời gian, chúng ta mở đa khung thời gian, chứ không phải là chúng ta cứ nhìn 4 giờ xong chúng ta định, chúng ta không nhìn 30 phút, không nhìn những cái khung lân cận như D1 30 phút. Đó là cái sự khác biệt rất là nhiều. Ok chưa? Đó là xử lý đa khung thời gian. Rồi, sau đó chúng ta nhìn, hồi nãy chúng ta nhìn 4 giờ đúng không ạ? Bây giờ chúng ta thấy 4 giờ nó quá cao rồi, nó phải có một cái nhịp điều chỉnh xuống. Dù nó muốn ăn nó cũng phải có nhịp điều chỉnh. Hoặc nó muốn giảm, nó cũng phải có nhịp điều chỉnh đi xuống, đúng không? Vậy chúng ta nhìn thử cái D1, chúng ta thấy vừa rồi có một cái cây nến rút chân, cây nến D1 hôm qua với khối lượng giao dịch rất là lớn, và các bạn thấy nó lại lên cái đây, nó rút chân xuống. Thì đối với những cái người mà đánh theo mô hình nến á, thì ta gọi đây là một cái tín hiệu và nó cần một cái xác nhận. Nếu như hôm nay mà cây này mà là cây đỏ nó kéo xuống đây thì đây là một cái cây xác nhận cho một cái đảo chiều. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn trên D1, chúng ta thấy nó đi một lèo từ đây lên đây nè, nó chưa có điều chỉnh, đúng không các bạn? Nó chưa có điều chỉnh. Vậy thì khả năng nếu như mà ở đây á, đây là cái tín hiệu, mà đây mà cái xác nhận, thì đây là một cái nhịp mà nó phải điều chỉnh trên D1. Vậy nó điều chỉnh ở về mức nào? Chúng ta kéo thử cái Fibonacci, chúng ta kéo thử ở đáy và đỉnh. Đây là những cái mức bèo bèo nó phải điều chỉnh về lại tỷ lệ vàng. Phải không? 3.2 nè. 3.2 tỷ lệ vàng nè. Các bạn nhìn cho kỹ nha. 3.2 cái vùng tỷ lệ vàng nó trùng khớp với cái đường màu trắng tôi vẽ trước đó. Nó trùng khớp với cái đường màu trắng mà tôi vẽ trước đó.
Bây giờ nhìn nha, cái vùng tỷ lệ vàng nó trùng khớp với cái đường màu trắng như vậy trước đó đúng không? Bây giờ có cắt cái son R để có cắt cái tỷ lệ vàng đi, bật sang 4 giờ xem cái vùng màu trắng này thực tế nó là cái gì. À, thực tế nó là cái gì đây nè, các bạn nhìn cho kỹ cái vùng màu trắng này, có phải đây là cái vùng gì? Đây là một cái vùng hỗ trợ đã cần xuất hiện dày đặc ở đây, cho nên ở đây khả năng cực kỳ cao 4 giờ nó sẽ phải có một cái cú điều chỉnh về đây. Nó vừa test, nếu mà chúng ta không nhìn Sony R, nếu chúng ta không nhìn Sony R thì chúng ta thấy nó sẽ test một cái vùng hỗ trợ. Cái vùng hỗ trợ này không chỉ hỗ trợ đây đâu, nguyên một cái dãy chỗ này nó cũng là một cái nền giá hỗ trợ này các bạn. À, thấy không, cái vùng giá chỗ này. Rồi nếu mà bật Sony R lên thì chúng ta sẽ thấy ồ thì ra đây là cụm Sony R nó đóng vai trò hỗ trợ. Vừa rồi có một bạn học viên mới vào, bạn chưa có được học nhiều á, thì bạn cũng hỏi cụm Sony R nó đóng vai trò như thế nào, thì nó là đóng vai một cái vai trò là cản mạnh. Cái cản ở đây nó có hay là kháng cự và cũng là hỗ trợ, hình dung mà. Cho nên chúng ta view từ 4 giờ sang D1, chúng ta nhìn thấy một điều là hầu như là ở đây nó đang đi một cái nhịp điều chỉnh, nó đang đi một cái nhịp điều chỉnh. Cho nên đối với MRI, nó chúng ở đây chúng ta mà bay lên rất là rủi ro. Nếu như nó điều chỉnh về đây thì 4 giờ nó điều chỉnh về đây, cái biên độ 4 giờ rất là lớn, ví dụ ở đây là 10 17 17 2 2 250 17.250, mà nó điều chỉnh một phát nó về cái vùng này nó có thể về đến gần 16.918. Vậy nếu mà ở đây mà chúng ta đánh Marine mà chúng ta không hiểu cái việc này, hay là chúng ta thấy ở xu hướng tăng chúng ta bay lên nó điều chỉnh như vậy, thì nó điều chỉnh tầm khoảng 300 giá là các bạn đánh lớn, các bạn đánh sát liền, các bạn cháy liền, cái in trăm là cháy đúng không, future là gồng mòn bi luôn. Vậy nếu bây giờ anh ở đây em không bay, em sell ở đây được hay không? Được, em sell ở đây, nhưng mà em biết không, ở đây nó sẽ có một cái dạng nữa, nó đi cái đây nè, nó hai bên xuống đây á, nó hình thành một cái flap, nó hình thành một cái mô hình cờ khung nhỏ 3 phút á, nó hình thành một cái mô hình cờ khung nhỏ 3 phút đó. Để nó quay lại, nó ép chỗ này, nó tạo ra chữ M. Một, nó tạo chữ M này. Hai là nó hình thành cái flap và nó leo lên cái đây, xong nó mới rút chân, nó rớt xuống lại, nó mới điều chỉnh. Tại vì từ từ cái đoạn này rất là ngắn, khoảng 3 phút chúng ta nhìn cái rất là gần. Cho nên ở đoạn này mà chúng ta buy sell nó đều rất là rủi ro. Hiểu không ạ? À? Cho nên nhiều khi chúng ta phân tích kỹ thuật xong, cái vấn đề chúng ta phân tích xong rồi chúng ta phải coi ra khung thời gian. Rồi phân tích xong là chúng ta còn phải biết được nó đang ở trong cái vị thế nào mà chúng ta chọn giai đoạn này, chúng ta nên đánh ít nhỏ, tiền nhiều hay tiền ít mà ít lớn. Ví dụ như ở giai đoạn này cô sẽ chọn cái phương án là cô đánh, cô đi tiền ít nhưng có ít cò. Ít cò. Tại vì ở giai đoạn này rủi ro rất là lớn, cho nên cô chọn tiền ít, nếu như có cháy hay gì đó mà nó sai với nhận định cô, nó có cháy thì cháy tiền ít lắm. Nhưng nếu như mà nó đúng á là cô chốt rất nhanh. Lượm tiền cô ao ra, cô không có ngồi gồng lâu. Đẹp nhất là chỗ nào các bạn biết không? Đẹp nhất là ở đây đang là một đà tăng và nó quay lại, nó tắt cái chỗ này nè, nó tắt cái cụm này. Ok, lúc đó cô sẽ đi tiền lớn. Ít vừa phải. Thậm chí ít lớn cũng được nữa. Đó. Thì đây là những cái kinh nghiệm, kỹ năng chiến đấu trong 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 Marine, chứ không phải là phân tích kỹ thuật cho biết cái chart nó vẽ đi cái đâu ở đâu xong rồi có kiếm được tiền đâu. Tại vì không có kinh nghiệm xử lý những cái giai đoạn này trên trong 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 thị trường, trong market. Ok chưa? Đó, thì nhìn chung chúng ta nhìn D1. D1 khả năng rất cao, nó phải điều chỉnh về, nó lên lâu rồi, nó phải điều chỉnh thôi. Điều chỉnh sau đó để nó lấy cái đà nó lên trên 89. Và chúng ta còn tầm khoảng 11 12 ngày nữa là có. Hiểu không? Vậy thì khả năng rất là cao là ở đây nó tầm khoảng có khoảng 10 đến 11 cây nến nữa. Có thể nó sẽ trong không biết là khi nào nó lên tới đây, nhưng khi mà nó lên tới đây á thì lúc đó các bạn biết không? Khả năng sắp mặt lời cực kỳ cao. Và đây cũng là cái dịp Tết mà thanh khoản nó không có. Cuối năm vừa rồi chúng ta đã ăn một cái bột lạc lệnh đỏ của bên cách tay Noel, còn nhớ không? Và cách tay Noel nói lệnh đỏ chứ anh em Marine mình ăn ngập mặt cái giai đoạn đó, ăn liên tục, ăn mà cứ rút lãi, kêu mấy anh em rút lãi 3.000 4.000 6.000 rút rút liên tục. Và thì cái đợt này á, mà cái nhịp hồi này mà mấy đứa mà nó không hiểu, nó không biết kỹ thuật á, nó cứ nghĩ uptrend mà nó không có nhìn sang D1 thì khả năng rất là cao nó sẽ đu rất là mát ở cái đoạn này, từ cái đoạn này lên tới hai cái đường màu vàng này nó sẽ đu rất là mát và nó khó siêu thoát. Và tại vì nếu mà nhìn cho kỹ D1, nhìn cho kỹ chặt D1,
Nhìn nè, đây một vẫn là xu hướng giảm, giá rớt sát mặt lờ đi ngang, giá rớt sát mặt lờ, ok chưa, đi ngang một cái biên độ rất rộng chỗ này, sau đó gì, giá rớt tiếp chỗ này, bạn thấy không, giá rớt tiếp và bây giờ đang đi ngang. Vậy thì nếu như muốn nó rớt tiếp thì nó phải có lý do, hiểu không, nó phải có lý do, có gì này, nó cần phải chạm một cái vùng hỗ trợ nào đó, một cái vùng kháng cự nào đó, ví dụ như ở đây nó có một cái nhịp rớt, nó leo lên SMA 89, sau đó nó rớt từ 25.000, nó tạo ra một cái đáy là 18.800, sau đó nó lại SMA 89 là 22.800 và tạo ra một cái đáy là 18.300, sau đó ngoi lên đây SMA 89 là 21.300 và tạo ra một cái đáy là 15.800, và bây giờ nó đang leo lên, nó SMA 89 lần nữa, hiểu chưa? Vậy thì những rất lâu rồi, từ lúc còn phép nó tăng lãi suất đến bây giờ, D1 nó chưa ngoi lên được qua còn EMA89, đúng chưa, nó chưa ngon được EMA89, mà chúng ta đã biết, chúng ta học về vest áo quý cọt rồi, nếu như thật sự muốn nó uptrend, muốn lên thì khối lượng nó phải như thế nào, trong khi chúng ta nhìn thì chúng ta thấy nó không thỏa đó là nhìn được, cho nên khả năng là khoảng chục ngày nữa nó leo lên đây, chạy được thì chạy, gom tiền được thì gom tiền trước khi nó rớt theo cái nhịp chính của đó ha. Đó, nhận định sơ qua về như vậy cho mấy anh em nắm. Còn thời điểm này có đó các bạn có đánh cầm cầm chơi thôi, đánh cầm cầm chơi thôi, cũng chẳng có gì, chẳng đầu tư gì nhiều mạnh. Tại vì nó chưa phải lúc. Khi các bạn biết về vĩ mô rồi, và ngày 27 này các bạn nghe một số cái nhận định, và cô sẽ cho các bạn thấy luôn những cái dữ liệu, phải là cô chém gió, mà cô nhận định ở đây là cô nhận định dựa trên dữ liệu cơ sở nó có của vĩ mô đó, thì lúc đó các bạn sẽ hiểu tại sao cô có những nhận định đó. Rồi là những định sơ qua về VKC thôi. Ok chưa ha? Rồi bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi cho mấy anh em. Ở đây là cái buổi cũng gần như là cuối cùng. Sau cái buổi 27 có, này là ngày 18. Thì buổi này thì coi như là buổi cuối cùng. Đó. Thì các anh em có câu hỏi cứ hỏi ra. Cho anh cũng hỏi, tôi sẽ giải đáp cho mọi người. Xem như hôm nay tôi sẽ cố vấn cho mấy anh em. Ha. Ừ. Có khả năng SMA 200 của D1 hay không? Đây, tôi nói các bạn nhìn. Tại sao tôi nói ở ngoài rất là nhiều thầy bà nó dốt, không phải là nó dốt nó lanh quá, phải không? Nó dốt ở đây là nó dốt về cái nền tảng, không phải khi không mà người ta nói lý thuyết cao là nền tảng của mọi phân tích kỹ thuật, bạn hiểu không? Không phải khi không người ta nói lý thuyết cao nó là nền tảng của mọi phân tích kỹ thuật, tại vì khi mà học phân tích kỹ thuật mà các bạn không nắm được, không học kỹ lý thuyết cao á, nó sẽ bị gãy một cái nền ở dưới, cho nên các bạn đi càng lên cao là càng dốt và càng nát, chuẩn từ luôn là càng dốt càng nát. Đến thời điểm này các bạn biết có rất là nhiều thầy bà mà nó ăn no cái nó nói Bitcoin 10 Bitcoin về 5.000 đô, Bitcoin nó về 5.000 đô, nó rớt bây giờ đang là 17.200 cái, hoặc là có những đứa nó bây giờ 17.000, bây giờ có cho nó 17 nè, nó nói Bitcoin sẽ về 5k, hoặc là gì nó nói Bitcoin sẽ lên 30k. Thậm chí cái thời mà Bitcoin 19.000 đô nó còn nói Bitcoin lên 1.000.000 đô, mà tại vì sao? Tại mấy thằng đó nó dốt, nó không biết lý thuyết đâu, hiểu không? Tại sao? Bây giờ tôi sẽ chỉ cho các bạn thấy cái lý thuyết đâu nó quan trọng như thế nào. Lý thuyết đâu á mà tôi học á là nó nói như vậy nè, lý thuyết đâu nó nói như vậy nè, nó sẽ chỉ cho các bạn biết, nó nói là trong cái tòa nhà này có 4 tầng 4 nè, 3 nè, 2 nè, 1 nè, ok chưa? Còn đây là cần chợt làm mẹ gì đó, đây kệ mẹ nó nè. Đó, thì con thằng chúng ta là đang ở tầng 3. Vậy tôi sẽ chia sẻ cho các bạn cái lý thuyết đao, nó rất là đơn giản mà theo bình dương học vụ. Bảo đảm các bạn học xong các bạn không bao giờ các bạn quên được, tôi kêu các bạn không quên được. Ok chưa? Bây giờ các bạn nè, anh em mình đang ở tầng 3. À, chúng ta đang tầng 3. Ok chưa? Cái thằng tầng 4 á, hoặc là cái thằng trên sân thượng á, cái thằng trên sân thượng là tầng 5 ở đây nè.
Đó, nó có cái nhà nhỏ lên đây, nó mất đồ, nó mất đồ, nó mất đồ xong rồi nó nói các bạn, nó nói anh em mình đang tầng 3 đang ăn cắp đồ, không nó nói anh em mình đang ăn cắp đồ của nó, đang 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 lấy đồ của thằng mình, nó đang tầng 5 mà nó nói anh em mình đang cắp đồ của thằng mình, nó tầng 3 nó nói mình lấy đồ của nó mất đồ. Thì nếu mà một cái thằng mà nó không biết về lý thuyết đao, nó ở tầng 5 nó sẽ nói như vậy. Nhưng mà một thằng mà có kiến thức, có trình độ rồi á, các bạn biết nó sẽ làm gì không? Nó nói trước khi cái thằng tầng 3 này có thể leo lên lấy tài sản của tao được á, thì nó phải vượt qua được thằng tầng 4. Ngày nào tao chưa nhìn thấy được cái chỗ kháng cự này nè, cái chừng nhà này nè, cái chừng nhà này, ngày nào tao chưa nhìn thấy cái chừng nhà này mà hỏng mà vỡ, thì thằng ở tầng 3 nó chưa bao giờ nó lên được cái tầng 5 tao lấy tiền đó đó. Đó, trong khi cái thằng dốt nó ngồi nó gào, nó nhà này không có ai ngoài mày, có mình mày ở tầng 3, mày chỉ có mày mày lên mày mới có cơ hội mà lấy tiền không. Thằng tầng 3 nó có kiến thức, nó học lý thuyết đao, nó mới nói là tao không. Chừng nào mà mày thấy tao leo lên được cái tầng 4 á, leo qua được cái tầng 4 của mày, nó tao lên được cái tầng 5 lấy đồ mày. Cái này lý thuyết đao. Hiểu không? Vậy thì ở đây á, lý thuyết đao nó nói là trong một cái đạo tăng nó sẽ có xong điều chỉnh. Đúng không? Nhịp điều chỉnh. Dù nó muốn tăng hay nó muốn xuống, nó cũng có nhịp điều chỉnh, sau đó đi tiếp. Đó là điều chỉnh. Đó là đi tiếp. Ra điều chỉnh. Vậy cái điều chỉnh này chính là cái gì các bạn? Cái điều chỉnh này chính là cái nền giá. Nó chính là cái chừng nhà của thằng số 4 hồi nãy. Nó chính là cái chừng nhà thằng số 4 hồi nãy. Cho nên ví dụ như Bitcoin đang ở cái giá chỗ này, có Bitcoin BTC đang ở giá này, mà một thằng nào đó nó nói các bạn Bitcoin sẽ lên 1 triệu đô, các bạn sẽ đập vô mặt nó, các bạn nói mày dốt quá. Lý Khương Đào nó nói nếu mà muốn lên thì phải điều chỉnh, và cái đoạn điều chỉnh này là nó muốn tiếp diễn, nó lên á, nó muốn lên tiếp thì phải nhìn thấy được cái đỉnh này bị phá nó mới tiếp diễn, nó đi lên, hiểu không? Rồi bây giờ muốn nó lên tiếp nữa đúng không? Được, bây giờ mày muốn nó Bitcoin 1 triệu đô, 2 triệu đô được hết á, nhưng cho tao thấy được là nó phá cái đỉnh này, nó phá cái nền giá này, nó phá cái chừng nhà này, thì ok, tao nói nó có khả năng nó lên. Còn ba mẹ bây giờ ăn cơm với muối nè, thằng này đang ngồi đây ăn cơm với muối mà nghĩ cái chuyện trên núi không à, nó nói biết coi lên 1 triệu đô, câu nói có sai chỗ nào không các bạn? Cho nên khi mà chúng ta học về BTC cũng như vậy, ví dụ chúng ta muốn phán là Bitcoin bây giờ anh ơi, bây giờ Bitcoin có khả năng lên đi mày 89 hay không, đi mày 200 đi, hồi nãy một bạn hỏi, thì bây giờ chúng ta mới nhận ra là cái lý thuyết đao nó giá trị cỡ nào. Từ đây lên cái EMA 200 một tiếng thì nó gặp bao nhiêu cái chừng nhà vậy các bạn? Nó gặp bao nhiêu cái chừng nhà? Đầu tiên nó phải vượt qua cái EMA 89. Vượt qua cái EMA 89 đã đi. Mày vượt qua đã đi rồi tao mới nói à, mày có khả năng mày chụp mày 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 học thủng được cái EMA 89 rồi. Mày có khả năng mày lên EMA 200 một tiếng. Cái đó là lý thuyết đao. Thấy không? Và cái lý thuyết đao nó rất là quan trọng, nó không phải chỉ quan trọng ở cái tư duy về nhận định thị trường không, mà nó giúp cho chúng ta bớt ăn tương với mỡ, hay còn gọi là mơ với tưởng, mà ngồi ăn ở không biết coi xuống về đồ đá, đúng không? Nhớ anh nào không? Phạm phạm thành biên đề đó, ông đó là ông biên đề được chứ, ông biên về thị trường ông biên nổi rồi, không là có mấy ông nói biết coi lên 1 triệu đô hỏng lý thuyết đào. Chính cái lý thuyết đao này nó không chỉ giúp cho chúng ta nhận diện ra được những cái định luật, những cái quy luật mày muốn giá lên hay muốn giá xuống, mà nó còn cho chúng ta biết một điều là gì, khi nào dùng Fibonacci retracement, khi nào dùng expansion hay còn gọi là cận tí. Cho nên cô nói cái này rất là nhọt, bảo đảm các bạn nhiều người nhọt lắm, các bạn nghiệm lại đi, mắc có rất là nhiều thầy bà trong một biết là BTC nó đi cái lý thuyết đao, cái nhịp giá đi cái lý thuyết đao nè. Họ nhìn nha, lý thuyết đao đi thêm một đợt ăn, sau đó nó điều chỉnh, nó chưa phá đỉnh mà nhiều thằng nó đã vẽ Fibonacci expansion lên tới đây rồi, thì các bạn thấy nó có phải nó hỏng lý thuyết đao không? Giá hiện hành nó đang nằm ở đây, giá hiện hành nó đang nằm ở đây, trong khi cái đáy thấp nhất là ở đây, cái đỉnh cao nhất là ở đây, giá nó vẫn nằm trong cái biên độ từ đáy đến đỉnh, thì nó chỉ được quyền dùng sử dụng Fibo retracement, có nghĩa là Fibo thoái lui trong một đợt ăn và nó đang thoái lui, đo để xem nó thoái lui bao nhiêu phần trăm,
Cho nên thằng thầy bạn mà có nói cái này nha, vui lắm, nhiều admin lớn chứ không phải là group nhỏ đâu. Ở đây nó được extension. Thậm chí có một số thằng trong lao động có sáng tạo, nó vẽ extension xong nó kết hợp luôn reject mình luôn, xong rồi ở đâu mà nó cái fibo nào mà nó giao nhau á, nó nói là vùng nó cản mạnh, nát mẹ nó luôn. Không mẹ cái nền nó biết đâu. Cho nên tại sao những cái khóa đầu tiên tôi luôn chia sẻ, tôi luôn nhấn mạnh cái lý thuyết đau nó rất rất quan trọng là như vậy. Tại vì khi các bạn đã gãy rồi thì coi thua, các bạn không, các bạn gãy rồi thì các bạn không ngay cái tư duy về về cấu trúc thị trường, định đấy sau cao trước, định đấy sau thấp trước là cấu trúc thị trường, không tiếc cái Fibonacci. Mà lá một khi mà các bạn đã hỏng hai cái đó rồi thì các bạn có học Elliott cũng nát, đúng không? Hai cái nền này mà hỏng rồi, các bạn đã hỏng về cấu trúc thị trường và hỏng về Fibonacci rồi, làm mẹ như học cái Elliott gì cho nó cực, cho nó cao siêu. Mà có nha, nhiều người học cái Elliott rồi phân tích sóng điện, sóng mở rộng, sóng 3, sóng 5, ghê lắm, làm ghê lắm, đau nát mẹ nó cực đầu. Ok chưa? Đó. Cho nên nhiều khi có một cái câu hỏi của mấy anh em không á, hỏi về cái vụ có lên email 200 không á, thì vỡ ra rất là nhiều cái kiến thức giá trị cho mọi người để mọi người biết. Ok chưa? Đấy. Có bạn hỏi cho mình xin cái khắc phục cảm xúc nhất thời khi vào lệnh. Có hai cách. Có hai cách bạn sẽ khắc phục cái cảm xúc đó. Hai cách. Một là bạn phải trân trọng đồng tiền. Bạn đi tiền nhỏ lại, bạn đi ít tiền lại. Bạn biết tại sao là bạn vào mà buri của bạn nó nhảy lon ton, nó nhảy lên nó cần cổ, rồi biết tại sao? Tại vì cái khoản tiền bạn vào nó quá lớn đối với bạn, hiểu không? Cho nên cái cách khắc phục tâm lý tốt nhất, mỗi đơn giản thôi, bạn đi ít tiền là cho tôi, thay vì bạn đi một cái lệnh 5.000 đô, 10.000 đô, bạn đi lệnh 50 đô đấy, có làm gì tâm lý mà khắc phục nữa, tự nhiên lòng nó nhẹ hẳn. Khi nào mà bạn đi 50 đô, bạn đi 100 đô, bạn phân cấp chuẩn, bạn ăn liên tục, ok, bạn nâng lên 200 đô, 300 đô, 1.000 đô cũng được, bạn nâng lên. Còn bây giờ những cái nhỏ nhỏ như ví dụ như bạn chưa bao giờ bạn ăn được, bạn chưa bao giờ bạn cầm tài khoản 100 đô mà bạn x2 được 200 đô. Hoặc là bạn cầm 200 đô và x2 lên 400 đô, bạn chưa bao giờ làm được cái việc đó. Thì đừng có mơ lên cái câu chuyện mà anh ơi bây giờ có cách nào em cầm 500 đô em đánh lên 5.000 đô. Là một cái rất là phi lý, phi khoa học, phản khoa học, hiểu không? Cho nên cái cách đầu tiên để bạn khắc phục cái tâm lý đó là bạn giảm cái volume của bạn lại. Có nhiều bạn sẽ nói đoạn này sẽ dùng đánh demo thì tôi khuyên sai ha. Thậm chí nhiều thằng admin nó đéo biết con mẹ gì hết á, nó kêu có đánh demo rồi nó giết các bạn. Tại sao con nó giết các bạn? Thứ nhất, demo nó chỉ dùng để thao tác cho nó nhanh ra vào lệnh thôi. Cái thứ hai, bạn đánh demo còn đéo học được con mẹ gì hết á. Thật, tiền của các bạn bỏ ở đâu, cái tâm của các bạn nó bỏ ở đó, đúng không? Tiền của các bạn đặt ở đâu thì tâm của các bạn đặt ở đó. Cho nên nếu mà bạn đánh demo tiền bạn không đặt vô thì làm sao bạn đặt cái tâm của bạn vô trong đó để bạn cảm nhận thị trường, bạn cảm nhận chạc. Có nhiều ông nó phân tích cho đã, nếu dám vào lệnh, không dám vào lệnh thì cũng như không, xong rồi giá lên thì giá xuống thì im re, giá lên thì đúng như nhận định tôi đã phân tích, nó cái kiểu đó chứ. Gọi là chơi mỏm, miền Nam gọi là chơi mòm đó, chơi bằng miệng never die kiểu vậy. Tại vì sao? Tiền có đặt vô đâu tâm nó có theo, đúng không? Cho nên tôi mới nói là các bạn đi ít tiền, bạn không cần đi nhiều tiền, bạn đi ít tiền, bạn tin không? Bạn phân tích xong nha, bạn đi một cái lệnh 50 đô của nó, bạn đi collect, bạn cũng cầm cái điện thoại nữa, bạn đi collect, bạn cũng cầm cái điện thoại nữa, chứ đừng có nói là ngồi coi chạc. Mà đi vệ sinh cũng coi giá, mở chạc 5 phút, bạn là doanh nhân tài chính, ăn tiền tỷ không mà chơi là chơi 1 phút, 5 phút, đi collect cũng ngồi gồng, dễ hại thận lắm luôn. Cho nên cái cách tốt nhất là tôi nói các bạn muốn khắc phục được cái đó, bạn giảm volume lại cho tôi. Và bạn đi ít volume như vậy á, áp lực nó ít hơn, và bạn luyện lên dần dần. Thấy không? Luyện lên dần dần và bạn cảm nhận thị trường luôn, bạn cảm nhận chạc luôn. Có cách thứ hai nữa. Bạn có nhiều tiền á, bạn nghe lời tôi, bạn on in hết cho tôi. Bạn phân tích nó uptrend thì bạn đánh sell. Bạn phân tích nó downtrend thì bạn đánh buy. Hoặc lên channel Ricky Trading bên Marine á, cái ông Thành ổng phân tích làm sao đánh ngược lại, ác thành công.
bạn làm cách thứ hai đấy cho tôi. Và on in nha, on in. Sau khi bạn on in thì khả năng bạn cháy rất cao. Nếu bạn có cháy, bạn cũng đừng có nản lòng mà hãy đi vay tiền người ta nữa, đi vay mượn. Chúng ta làm lại được, làm lại được, vay mượn. Và sau đó bạn bạn canh cái lúc nào mà ngon là ngon, bạn quốc ít 100% cho tôi. BGC đã ít 100% on in, ít khoảng 100-200. Đừng ít coi nhiều đòn bẩy, chơi maximum để cảm nhận luôn. Và sau đó bạn mang nợ, à, bạn mang nợ. Và sau khi bạn mang nợ thì bạn hoàn thành cái trường hợp thứ hai mà tôi nói cho các bạn để khắc phục tâm lý rồi đó. Thành công rồi, mang nợ. Tại vì đằng nào chả cháy, đằng nào chả cháy thì thôi đẩy cho nó lên sóng năm cho nó nhanh, hiểu không? Tại vì nếu mà bạn không lên sóng năm thì sẽ không bao giờ có xuất hiện sóng điều chỉnh ABC được. Ví dụ trong một cái giai đoạn một cái thằng mà nó hưng phấn á, thì nó không bao giờ nó nghĩ đến cái ngày mà nó sẽ hứng phân. Nó đang lên vậy nè, bây giờ nó đang lên vậy, bây giờ mình nói ví dụ mấy thằng chơi bi, mấy thằng chơi quanh coi gì đó, mấy thằng chơi gì gone time đúng không, nhiều lắm. Mấy thằng chỉ nó đang hưng phấn vậy, bây giờ nói cái đó lừa đảo, cái đó không có khả thi, nó chửi mình đó, nó chửi mình đúng không? Phải làm gì? Phải cổ vũ nó, phải khuyến khích nó. Tao cần thấy những thằng nó như mày và nó đã mua nhà lầu xe hơi, mà nó cưới 2-3 con vợ, giàu lắm, rất giàu. Phải boost nó để chi? Để nó sớm lên 1, 2, 3, 4, 5. Nó mà không lên được sóng 5, trong quá trình mà nó đang đi ở những cái bước sóng 1, 2, 3, bạn không cản được nó đâu. Đầu tiên vẫn là đi theo lương tâm khuyên. Trong một đặc ân nhà bạn khuyên, lần thứ nhất bạn khuyên nó không nghe, ok, lần thứ hai giúp mày vé luôn, đẩy cho mày lên từ sóng 2, đẩy mẹ mày lên sóng 5 luôn. Chỉ có những cái thằng mà nó mất tiền, nó mang nợ, nó mới trân trọng đồng tiền, nó mới xuất hiện sóng ABC trong trong Elliot đây nè. Cho nên cái cách mà các bạn muốn khuyên một người giác ngộ tốt nhất là bạn đầu tiên bạn phải khuyên cho đúng lương tâm của bạn, rồi nó không nghe đúng không, bạn phải giúp nó nhận ra cái sai của nó. Còn trong lúc mà nó đang đi cái nhịp sóng A 1, 2, 3, 4, 5, nó đang hưng phấn thì nó chưa nghĩ đến cái lúc mà nó hứng phân đâu. Phải cho nó hứng phân trên này, cho nó đun trên này nè. Đó. Thì đó là hai cái cách để giúp cho chúng ta khắc phục cái tâm lý tốt nhất. Vậy thì bạn có quyền chọn. Bạn có quyền chọn. Một, bạn chọn cách một tôi đang nói. Hai, bạn chọn cái cách là mang nợ thật là nhanh, thật là ngay. Nhanh nhanh và ngay luôn cho tôi. Thì một khi mà các bạn biết nhìn thằng mình phân tích cho đã vô, xong cái mình nhìn thằng khác, trời, nó đánh đúng cái nhận định của mình, nó đánh đúng cái phân tích của mình, mà mình không có đủ 50 đô để đánh được. Mà nhiều khi ra ngoài đường mua ăn ổ bánh mì á, không dám ăn luôn, tiền mẹ đâu có, ngồi chơi mỏm cho nó vui vui với cộng đồng thôi chứ, thua nhiều quá nợ còn chưa trả xong. Đó là cái giai đoạn đó thì bạn mới trân trọng cái đồng tiền. Mà một khi trân trọng đồng tiền rồi, cái lúc mà bạn bỏ ra 10 đô, 50 đô, 100 đô bạn vào lệnh, bạn phải đắn đo rất là kỹ. Tại vì sao các bạn biết những cái thằng trader nó rất cẩn thận không? Tại vì thua nhiều quá, nợ nhiều quá. Hồi đó cứ mỗi lần mà có cái giai đoạn đó là hưng phấn nhảy vô xong rồi nhảy vô thì nhiều ao ước lắm. Xong á, vào lệnh xong là chỉ có ước ao ra, ước được ao ra thôi. Đó thì chỉ có những cái người mà đã như vậy thì họ mới trân trọng được đây. Cho nên trước đây cô đi những cái buổi hội thảo khác, rất là nhiều người hỏi cái câu đó, và cô mới chia sẻ thật, cô nói bây giờ em muốn anh góp ý để em thay đổi, em có thể khắc phục được, hay là em muốn anh góp ý bài bản sách giáo khoa thì ok, anh sẽ nói là em phải kỷ luật, em phải cố gắng, em phải quản lý vốn, quản lý tốt các kiểu đó, đó là cái kiểu đó là sách giáo khoa mà mấy anh thầy bà mở ở bên ngoài làm. Nhưng còn những cái người mà thực sự muốn góp ý để các bạn thay đổi, họ sẽ nói giống như tôi không ha. Ok, sau khi nghe anh nói về chứng khoán Việt Nam, em đã giảm 50% khối lượng mặc dù lỗ 3%, đợi cơ hội vào lại mong anh góp ý thêm. Chứng khoán Việt Nam thì cô khuyên các bạn chưa phải lúc để các bạn vào lại đâu. Các bạn chơi chứng khoán và các bạn chơi forex, các bạn phải biết một thứ. Nếu mà nói về chứng khoán á, thì các bạn phải biết về một số cái kiến thức về vĩ mô, về nền kinh tế. Các bạn hình dung, các bạn phân tích đúng như các kiểu, nhưng mà các bạn không có thiên thời, các bạn không đúng lúc, các bạn cũng nát. Đó.
Còn bên forex cũng như vậy, các bạn phải biết về một số cái vĩ mô, một số cái phân tích cơ bản, cân đối đọc thế nào là đường cong elip, thế nào là lạm phát hiệu phát, thế nào là tỷ lệ thất nghiệp vân vân, mây mây nhiều lắm, biết những cái đó. Còn chơi coi thì nó nhẹ hơn, nó không cần nặng nề chuyên sâu vào những cái đó. Đó. Tôi chỉ khuyên như vậy, cho nên khi mà bạn chơi chứng khoán các bạn phải suy nghĩ thật là kỹ. Khi mà Fed nó giảm lãi suất và nó kích cầu, nó bơm tiền ra thì có nói các bạn chứng khoán, các bạn phân tích cỡ nào nó cũng lên. Chỉ cần chọn cái mã ngon là lên. Nhưng một khi mà Fed nó tăng lãi suất, nó hút tiền về rồi á, các bạn phân tích cỡ nào các bạn càng vô càng nát, càng vô càng nát. Các bạn biết chứng khoán Việt Nam chúng ta đứng top, hình như đứng top 4 hay đứng top 6. Thị trường toàn thế giới chứng khoán Việt Nam chúng ta đứng top 4 hay top 6 giảm nhiều nhất. Cô nó chém bừa đâu, cô cho các bạn coi nè. Cái này là ngày 27 có, tại cô mới cho, cô định 27 có, cô zoom cho các bạn xem ấy. Việt Nam lọt top giảm trên thế giới. May mắn Việt Nam lọt top 3 luôn. Hồi nãy tôi nói 4, 6 gì đó là mới còn trả giá là còn nhiều. Giảm mạnh nhất là thằng Nga. Thứ hai là thằng Đáp Đáp Mỹ. Ba là thằng Việt Nam giảm 32%. Thứ tư là Hàn Quốc, Đài Loan 23. Phải không? Trung Quốc coi gì có 16. Bạn thấy không? Thì cái này nói lên cái gì các bạn biết không? Nó nói lên cái gì các bạn biết không? Nó ví dụ các bạn nó nói ví dụ các bạn giữ Bitcoin, các bạn trade giá rớt một chút, các bạn ngồi gồng, hoặc có những thằng nó bully, nó yếu, nó nhảy thuyền mẹ nó, là nó bán tháo, hiểu không? Cho nên một cái thị trường mà có nói các bạn biến động mà mạnh á, khi mà thị trường biến động mạnh á mà có nhiều cái đợt bán tháo và họ không giữ tay yếu, nó bán tháo nó không giữ hàng được á, thì hầu như thị trường đó cái lượng, chúng ta phải đánh giá là cái thị trường đó cái lượng người chơi trên thị trường đó kiến thức không nhiều, kiến thức rất là thấp, tại vì họ kiến thức rất thấp cho nên họ là tay yếu. Các bạn đọc quyển VSA quyết cọt, các bạn đọc rồi các bạn biết họ là những cái người quyết khen, là tay yếu cho nên họ không giữ hàng được, giá giật lên giật xuống họ buông tay à, họ bán tháo ra cho nên nó tạo ra những cái panic sale ở đây là những thằng đứng đầu đó. Ok chưa? Đó là nói sơ về chứng khoán. Các bạn hỏi thầy ơi cho em hỏi làm sao nhìn chạc volume và nến, làm sao biết được nó cạn cung, cái đó các bạn phải học trong nhóm học viên thì học về VSA quý cọp, học chuyên sâu thì mới có cái đó ha. Rồi VN Index từ đỉnh xuống đáy thấp nhất 42% liền đó, đúng rồi. Cái hình hồi nãy cô cho các bạn xem là cô coi trên cái dữ liệu chưa chưa đầy đủ á, và dữ liệu đó là những trước đó cách đây cũng khoảng là nửa tháng tháng, chứ còn bây giờ nói về giảm thì VN Index giảm nhiều hơn, nó phải 32 không, nó phải bốn mấy rồi. Và cô nói các bạn nha, nó còn giảm nữa đó, bên nó hồi lên lo chạy thì chạy đi, lo chạy được thì chạy đi, tại vì xét về vĩ mô năm 2023 nó rất là xấu, rất là xấu, không đẹp. Tại sao? Các bạn nhìn như một cái điều đơn giản nhất thôi, cái KPI, cái chỉ tiêu mà của chính phủ đề ra, nó nhìn cái đó của nhà cái đề ra thôi là thấy là đoán được cái tình hình của tương lai như thế nào, được phần nào rồi đó, chỉ đơn giản mà. Lạm phát Việt Nam chúng ta là chúng ta được được biết là Việt Nam chúng ta lạm phát cam kết mức 4%, Mỹ là 2%. Okay chưa? Nhưng cái tiêu chí 2023 chính phủ chúng ta nới 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 lỏng lên là 4, cho phép lên 4.5% chứ không phải 4%. Cái đó nó ra nhiều vấn đề lắm, ngày 27 tôi sẽ nói rõ hơn cái đó. Rồi. Đó. Để xem có cái câu hỏi nào về liên quan đến quản lý vốn, về xử lý tài khoản, tôi trả lời, ok trả lời cho anh em những cái đó ha. Và đừng có hỏi kèo nha. Những cái buổi zoom như vậy mà các bạn hỏi kèo, chỉ hỏi chạc có một con nào đó, chỉ hỏi kèo một con nào đó là coi như xong rồi, dở lắm. À có một bạn hỏi rất là hay, anh Thành cho em hỏi những trong trường hợp cháy tài khoản rồi làm cách nào vốn nhỏ để đứng lên đi lại từ đầu để tài khoản đi lên dừng. Ok, câu này rất hay, rất là giá trị. Ví dụ bây giờ các bạn có 20.000 đô, 20k các bạn cháy rồi, các bạn chỉ còn khoảng 5k, làm sao mà có thể lên được 20k, làm sao để lên được 20k?
lên 20k là không có khả thi. Để lên được 20k thì các bạn phải làm được, các bạn phải có một những cái yếu tố sau đây. Cái thứ nhất, các bạn phải cảm giác rất nhạy. Nếu mà các bạn đánh spot á, không có cái kèo nào ít 4 tài khoản đâu các bạn, quên đi. Đâu đó có cái con nào điên điên nó úp bập lên cái, trong cái tỷ lệ là 1 trên bao nhiêu ngàn con, chúng ta không thể nào đốt đuốc để kìm được. Cho nên rõ ràng nếu như chúng ta âm tài khoản kiểu này, chúng ta không thể nào búp một cái lên từ 5k lên 20.000k, 20k hay 30k, không được. Để lên được cái mức đó, nó phải là khả thi, cái kế hoạch nó phải là khả thi và thực hiện được. Vậy chỉ có một cái cách là các bạn phải cảm chạc rất là giỏi. Đầu tiên, cảm chạc. Sau đó là gì? Các bạn phải tận dụng được Marine. Chỉ có đòn bẩy Marine nó mới giúp cho các bạn lên nhanh được thôi. Các bạn nghiệm ra đi, các bạn không thể nào mà đánh gì? Đánh spot mà lên được như vậy á. Mất là mất ha. Còn muốn lấy lại được hay không của nó các bạn được, mà biết cách nó còn nhanh nữa. Nhưng nó phải khoa học, nó phải logic, chứ không phải là ngồi cứ mơ với mộng, anh cho em kèo nào em về bờ, thằng con mẹ gì có. Nếu mà dễ như vậy á, bà mẹ nó cái thằng mà cầm 20k từ ban đầu nó ít mẹ nó lên là bao nhiêu, ít 4 lần là bao nhiêu, 80k bà nó rồi. Nó đâu cần phải đợi về 5k xong nó mới mơ lên 20k. Ngay cái lúc nó cầm 20k nó đã mơ rồi các bạn. Và cái lúc mà nó cầm 20k nó không biết lỗ, nó không bị áp lực tâm lý, mà nó mơ còn không thực hiện được. Trong khi bây giờ cầm 5k mà chúng ta đi mơ, bị áp lực tâm lý các kiểu, chúng ta đi mơ làm sao lên được cái đó, đúng không? Cho nên nhớ đầu tiên là bạn phải cảm nhận, bạn phải cảm nhận cái trạng. Muốn cảm nhận được cái đó, bạn phải biết rất nhiều về phân tích kỹ thuật, phải có người kèm cặp hướng dẫn cho các bạn để bạn cảm nhận trạng ăn giờ bay, ok chưa? Cái thứ hai, quản lý vốn và tận dụng cho Marine. Chỉ có hai cái này nó giúp cho các bạn tăng lên. Marine ở đây không thể nào mà cầm 5k các bạn tán bà nó hết vô Marine, không. Quản lý vốn chỗ này nè. Một cao thủ, nếu các bạn thật sự có năng lực, có thực lực, các bạn cầm 500 đô, các bạn không cần cầm 5.000 đô, các bạn đánh lên 20k đâu các bạn. Các bạn cầm 500 đô trong một tuần, mày nói còn nhiều khi không 2 ngày, 2-3 ngày thôi. Các bạn đã phải đánh lên 700 là các bạn lãi 200. Các bạn quản lý vốn có, các bạn bốc lên dần dần cũng sẽ có 1.000, 2.000, dần dần lên 20.000. Chỉ có cách đó. Rồi, đó là cái cách tận dụng lấy ngắn nuôi dài. Khi các bạn làm xong được cái bước này, các bạn phải có cái dư cái trong ngắn hạn, các bạn mới kiếm được tiền cái đã. Có nghĩa là gì? Chúng ta mơ ước trong dài hạn, chúng ta 5.000, chúng ta sẽ lên 80.000, sẽ lên 20.000 là những cái tương lai chúng ta mơ ước. Nhưng toàn là ngồi ăn cơm với muối, nói chuyện trên núi không. Trong cái ngắn hạn á, trên răng, dưới bình xăng, không có con mẹ gì hết. Mà cứ thích là tương lai sẽ như vậy, không có, không bao giờ tới các bạn, không bao giờ tới. Phải nỗ lực tự đi thôi. Chúng ta phải nhìn được khuyết điểm, chúng ta khuyết chỗ nào, tự đi. Trong ngắn hạn, các bạn muốn từ 5.000 đến 20.000 được không? Được, nhưng trong ngắn hạn bạn phải cầm 500 mà đánh lên được 600, 700 cái đã. Bạn không làm được những cái nhỏ nhặt như vậy thì làm sao mà cầm 5.000 lên 20.000, đúng không? Cho nên cái cách tốt nhất là chúng ta liệt kê ra những cái mục mà chúng ta cần và đủ. Đó. Cho nên tại sao cô tập trung rất là mạnh cho anh em trong những học viên là bằng mọi giá phải cảm chạc đánh được bên thị trường Marine, các bạn phải kiếm được tiền cho nó, vét những mũi tên thần thánh, lượm được tiền cho nó. Một khi các bạn lượm được những cái trong ngắn hạn, các bạn kiếm được tiền rồi, mà các bạn chỉ cần cộng thêm cái quản lý vốn chỗ này vô, các bạn cộng thêm cái quản lý vốn chỗ này vô nè. Rồi và biết thêm về cái lãi suất kép, biết cách vận dụng lãi suất kép, các bạn búp tài khoản này lên rất là nhanh. Trong một cái đà mà downtrend, các bạn chỉ làm tốt được phần này thôi. Các bạn không biết về vĩ mô, các bạn chỉ làm tốt được phần này thôi, không thể nào búp lên nhanh được. Nhưng khi mà các bạn biết, có kiến thức, có trình độ rồi, các bạn biết vĩ mô rồi, các bạn sẽ biết cái giai đoạn đó các bạn nên làm cái gì, nên đầu tư mạnh hay là nên nuôi quân là vậy á. Thì cái giai đoạn nếu mà downtrend như vậy, chúng ta sẽ có cái chiến lược riêng. Xong rồi tích đủ lương thực rồi, tích đủ quân rồi, đến cái lúc mà vĩ mô nó tốt á, dòng tiền nó về nó vào á, lúc đó của nó các bạn bước lên không chỉ 20k đâu, các bạn bước lên đây là bình thường nha các bạn, rất bình thường. Tại vì á, khi mà các bạn đánh từ 5.000, các bạn đánh đến 80.000, nó xong rộng đường dài lắm. Nhưng mà 5k mà các bạn bước lên được 20k rồi, thì từ 20k lên 80k nó rất là nhanh. Nhưng vấn đề là
đánh kiểu này là phải biết vận dụng đúng lãi suất kép. Các bạn không biết vận dụng đúng cái đó mà vận dụng lỗ kép là nát tài khoản, nó chết đấy, không được. Ok chưa? Cho nên cái trường hợp đó, cái trường hợp mà kéo lên tài khoản được hay không, cái đó các bạn là 100% được. Được. Nhưng chúng ta cần phải hỏi hỏi đủ là cái gì? Chúng ta phải hỏi đủ những cái này nè các bạn. Thiên thời. Địa lợi. Nhân hòa. Các bạn biết thiên thời, nhân hòa là gì các bạn không? Nhân hòa có nghĩa là bản thân chính các bạn phải là cái người mà có nội lực, có cấu chức, có năng lực cái đã. Có năng lực cái đã. Sau đó là gì? Có, các bạn có năng lực, có kiến thức, có chức, có cái nội lực riêng. Các bạn phải có cái địa lợi, có nghĩa là gì? Các bạn phải có đội nhóm. Đội nhóm này không phải là cái đội nhóm mà lộn xào bên ngoài, nó vẽ vời game này, game nọ, trò này cho nó. Phải có một cái môi trường, mà cái môi trường đó nhiều người giống như các bạn, giống như chúng ta, cái trình tương đương với bạn á, họ đồng hành. Tại vì chúng ta sẽ không biết được là chúng ta không phải là thánh, chúng ta không phải nào mà đúng hết đâu, có những lúc chúng ta sơ sót. Thì có những cái người trong một cái môi trường, một cái môi trường mà giống như bên Ricky Trading bây giờ, vừa rồi cũng nó biết vĩ mô rất nhiều rồi. Thì cái môi trường đó, cho nên các bạn thấy không, trong đó mà cái thằng nào mà nó lên mà nó chém vĩ mô, mà nó chém cái kiểu mà cài phiện do thái là bà mẹ nó bị chửi banh nhà luôn, bị chửi nát luôn. Tại vì sao? Tại vì ở trong một cái môi trường mà cái trình độ kiến thức ai cũng có rồi, thì một thằng lộn xào vô là nó đưa về bán một vịt lộn liền luôn, là mấy thằng còn lại ném đá banh nhà lòng nó luôn. Cho nên cái địa lợi ở đây là bạn phải có được một cái môi trường. Một mình các bạn đi nó sẽ gãy thật luôn. Tại vì đâu phải lúc chúng ta là con người mà chúng ta sẽ có cảm xúc. Có những lúc mà các bạn dựng gia đình, dựng người thân, hay là trade một vài lệnh khô, các bạn mới xuống, các bạn phân tích xong nó bị chật. Thì có cái cộng đồng mà cái trình độ nhất định, nó ở một cái tầm nhất định, thì nó sẽ chỉnh lại cho bạn, nó bắt lại cho bạn đi đúng hướng. Đây là cái đi rồi. Gì nữa? Cái thiên thời là nãy cô nói là cái vĩ mô á. Bạn phân tích đúng, bạn có tiền, nhưng bây giờ các bạn nghĩ để bất động sản đang đóng băng, đang đau cho em, bạn phân tích đúng, bạn phân tích pháp, bạn nắm về pháp lý, bạn biết các kiểu, nhưng bây giờ bất động sản đóng băng, thiên thời nó không có, chơi gì. Có tiền luôn, bây giờ 20 tỷ, 30 tỷ, bây giờ nhảy vô chơi bất động sản sao chơi? Trong cái bất động sản đang không có thanh khoản, thằng nào nó cũng đòi bán hàng, trong khi chúng ta cầm 20 tỷ vô, thì lúc đó thằng nào cũng muốn ăn thịt chúng ta đó. Chúng ta là con mồi rất là ngon đấy, của nó phát hàng. Cho nên phải có cái thiên thời. Cho nên một khi mà để có thể mà thuận lợi bất tài khoản lên nhanh, bắt buộc các bạn phải có ba cái này. Còn nó nghiêm túc quá, các bạn ghi lại đi, và các bạn chiêm nghiệm lại đi, sau này 1 năm, 2 năm nữa, 10 năm nữa cũng được, các bạn chiêm nghiệm lại đi xem ông Thành ông có chém gió không các bạn. Còn bên ngoài của nó không hiểu á, của nó ngồi, của nó mua clip, nó mua khóa học, nó chơm chỗ này, nó chơm chỗ kia, nó làm đủ trò, nó chỉ được cái này thôi. Các bạn biết tại sao cho những học viên á, cô Zoom một tuần, cô Zoom liên tục không? Cô Zoom để gì? Để cô tạo cái môi trường này, cô nâng cái trình của anh em, những học viên lên một cái ngưỡng nào đó nhất định, làm sao mà trong đó ai cũng có kiến thức, ai cũng có trình độ, là cô tạo cái này. Học thêm vĩ mô là để biết thêm cái thằng thiên thời này. Đó. Chứ còn mà ngồi phân tích kỹ thuật hay là này các kiểu, hoặc là các bạn giỏi, các bạn chơi mình, các bạn chỉ được cái này thôi, cái nhân hòa thôi. Các bạn cũng chỉ được cái phần nhân thôi, cái phần địa và phần thiên các bạn không có. Nó đơn giản như vậy á. Đúng, có một bạn nói rất hay, môi trường tốt, thầy tốt, bạn bè tốt. Cái đó là ba góc á. Ai đã nghe qua về cái câu chuyện ba góc của thầy Hiền Việt Quân thì các bạn sẽ thấy những cái tôi xây dựng trên cái đó có điều dựa trên ba góc và ba độc đó, có điều dựa trên đúng những cái đó. Đúng không? Bên thầy Hiền Việt Quân gọi là gì? Tủ sách hay, bạn bè tốt, rồi gì nữa? Người thầy tốt. Đúng không? Cái những cái cuốn sách hay á, cái đó là cái kiến thức. Đúng không? Kiến thức. Đạo đức, trí tuệ và nghị lực, cái đó đó chính xác, nó là ba cái đó đó. Nó là ba cái đó. Có một bạn nói một câu rất hay nè. 5K đánh lên 20K khó, nhưng từ 20K rồi lên 80K nó dễ. Nhưng trong cái quá trình đó các bạn phải chú ý một điều cho tôi, là khi mà bạn đánh từ 5K, bạn đánh lên 20K xong nha, bạn không thể áp dụng cái cách đánh 5K lên 20K mà áp dụng cho 20K đánh lên 80K. Bạn không có áp dụng cách đó đâu. Tại vì á,
hiểu một điều nè, bản chất cái trò game tài chính này của chúng ta nó không phải là cái trò game phân tích giá lên hay xuống. Các bạn đang nhầm, rất là hiểu nhầm rất là lớn. Chúng ta vào trong thị trường này không phải là để phân tích giá lên hay xuống, mà là chúng ta vào trong thị trường này là để chúng ta luyện cái cách mà quản trị dòng tiền, hay nói Bình Dương Học Vụ là cái lực tay cầm tiền. Bạn có thể là những cái người phân tích kỹ thuật nhận định rất là chuẩn các kiểu, bạn đánh x2 ba bàn thắng rất là nhanh, bạn đánh từ 500 đô lên 2.000 đô hay là 5.000 lên 20.000. Các bạn đợi tí nha, tôi xuống tôi rót nước, tôi rót nước cái. Anh em có câu hỏi cứ viết ra đi. Rồi, sorry anh em, quay lại. Hồi nãy nói cái đoạn là các bạn đánh từ 5K đến 20K và từ 20K đến 80K nó sẽ khác. Nó khác. Bởi vì thực ra cái câu chuyện mà chúng ta vào trong thị trường này nó không phải là để phân tích kỹ thuật. Mà cái mà chúng ta học á, là luyện cái lực quản trị dòng tiền đó các bạn. Các bạn biết không, đối với những cái doanh nghiệp á, ở bên ngoài cũng như vậy. Các bạn để ý thử xem. Có những doanh nghiệp người ta kinh doanh, người ta mở một cái cửa hàng, người ta kinh doanh được, người ta mở cửa hàng là giao dịch đâu đó khoảng 5K nè, sau đó người ta bán được, và người ta muốn mở lên 4 cửa hàng, 5 cửa hàng, người ta mở lên, người ta mở thành công ra 4 cửa hàng thành 20K, sau đó người ta muốn phát triển cái chuỗi 4 cửa hàng này thành 40 cửa hàng, nhưng mà khi người ta phát triển, trong quá trình phát triển lên thì người ta bị gãy và người ta phá sản. Trong trước đó người ta có một cửa hàng người ta làm rất là ngon, tự nhiên cái người ta làm cho nhiều cửa hàng ra, xong khi người ta gãy. Tập đoàn cũng như vậy luôn á. Vậy thì những cái người đó họ phải cần những cái người cố vấn, cần những cái người cố vấn tài chính. Đó là thực tế. Cho nên khi mà các bạn đánh, các bạn phải cầm 500 đô, các bạn đánh lên 2.000 là bình thường, nhưng mà cầm 2.000 đã đánh 20.000 hay 80.000 nó là khác, câu chuyện nó khác. Các bạn phải cần những cái người mà đã đi qua cái giai đoạn này và họ hướng dẫn các bạn, họ chỉ các bạn, họ kèm các bạn, họ cố vấn các bạn. Cái đó, đó là luyện lực tay đó. Hiểu không ạ? Chứ không phải là ngồi học phân tích kỹ thuật, ngồi coi clip này coi clip nọ đó, cô giỏi rồi, cô đánh x2 lên nè, xong rồi đu đu lên cái đây, cái bắt đầu tự mình giỏi dồn tiền lên đánh gãy. Tại vì một thằng mà cầm 20.000 đô á, nó gồng 10%, 20% là khác lắm á, nó khác với một thằng cầm 500 đô gồng lên 10%, khác khác xa lắm các bạn, hiểu không? Đó, cái vấn đề nằm ở đó đó. Thì anh chia sẻ như vậy, anh em về anh em nghiệm lại xem đúng hay không ha. Ok. Rồi. Thầy ơi cho em hỏi, để tạo ra mô hình thì có liên quan đến tâm lý chốt lời hay không? Chưa hiểu các bạn đang nói để tạo ra mô hình là mô hình gì? Chưa hiểu các bạn đang nói tạo ra mô hình là mô hình gì? Đường giá nó đi á, đường giá nó đi theo lý thuyết Dow là trong một đà tăng nó sẽ đi, nó sẽ có cái flat, có thể dùng từ là cái flat, hoặc là nó là nói nôm na nó một cái nhịp điều chỉnh. Cái nhịp điều chỉnh này có thể đi hình chữ nhật, hình vuông, hình gì đó. Nó sẽ đi dạng như vậy. Hiểu không? Nhưng khi mà nó hình thành cái này thì thằng này nó sẽ đóng vai trò là cản. Cái vấn đề của nó là cản này mạnh hay yếu, bạn phải phân tích và phải nhìn 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 ra được cái đó. Thì để nhìn ra được cái đó, cái nền giá đó, thì các bạn phải phải có cái kiến thức về VSA, quý cọt, để các bạn phân tích, các bạn nhận định được cái chỗ này là mạnh hay là yếu. Nó đơn giản như vậy đấy. Đó, các bạn nó sát thủy đúng rồi.
Có nhiều người các bạn biết họ họ giỏi chứ không giỏi đâu, họ giỏi nhưng mà tự nhiên họ ép bản thân của họ phải cầm một cái khoản tiền, phải quản lý một khoản tiền quá lớn so với sức của họ. Cho nên ở trong thị trường này nó có một cái trò gì các bạn biết không? Trong crypto, trong forex nó có cái trò là trade hộ, huy động vốn. Nó sẽ cho mọi người thấy, nó sẽ cho mọi người thấy là ok nó cầm 1.000 đô nè, em giỏi lắm, em cầm 1.000 đô em đánh lên được 5.000 đô, ừ giỏi lắm. Xong rồi nó nói đám đông bây giờ là bây giờ mở copy trade, bây giờ trade hộ, trade quỹ, nó nói vậy á. Xong rồi cả đám nộp tiền cho nó, chuyển tiền cho nó, chuyển tiền cho nó, mà trong khi các bạn quên một điều là lúc mà nó cầm 1.000 đô nó đánh lên 2.000 đô cái tâm lý nó khác. Bây giờ cái tổng cái lượng tiền này là 50.000 đô thì bà mẹ nó cầm 50.000 đô mà nó gồng 20% nó đái ra quần. Mà một khi mà cái dòng tiền này mà càng lớn rồi mà nó huy động vốn rồi thì các bạn biết không, phước của nó, cái trình của nó đó, cái phước của nó chỉ có một thôi mà nó xài cái 50, có nó có sai không, nó xài cái 50 cho nên nó gãy. Mà nó mà nè từ một nè mà nó lên có đây thì nó lên theo phần trăm của thằng số 1, cứ cần một này nè, từ một nó lên có đây nè thì nó đi theo phần trăm của thằng số 1, nhưng từ 50 mà nó gãy là nó sẽ toan theo phần trăm của thằng 50, là chết mợ nó. Cho nên tất cả những cái thằng mà các bạn biết nó mang tiếng thầy bà dốt bỏ mẹ ra, tôi nói xin lỗi chứ huy động vốn năng lực đâu đủ đâu, phước một khích khích 10 á, rồi leo cho cao xong rồi té một cái của nó má dính cái vết nhơ 10 năm nhắc ai cũng nhớ. Tôi nói đúng, có đúng không, các bạn coi lại đi, bao nhiêu thằng đã bị như vậy rồi, đã bị như vậy rồi không? Làm YouTube nói cho giữ vô, nói đạo lý cho giữ vô, văn vẽ giữ vô, phân tích này phân tích nọ, má chơi hộ toàn mẹ nó cứ quỷ 2 triệu đô chứ đâu có nhiêu. 2 triệu đô bây giờ khoảng nhiêu tỷ ta, bây giờ BKC bây giờ dứt để coi thì 20 23.3 nè, dưới đây coi 23.3, 2 triệu đô khoảng có bốn mấy tỷ chứ mấy, 46 tỷ à. Ừ 46 tỷ thì bây giờ nghĩ coi, bây giờ nếu 46 tỷ thì một năm 12 tháng, cho một năm nó kiếm 1 tỷ thì nó phải mất khoảng bao nhiêu năm mới nhở? Mà có nói mày đàm cái lời con của mày cũng đéo trả hết nữa. Mày rồi rồi xong rồi bắt đầu đi thiền, mắc cái nít lạ ghê luôn á, tội mấy nhà sư lắm luôn á, thiệt. Tan xong rồi em đi thiền, em đi thiền cho tâm em nó tỉnh lại, mà huy động vốn cho giữ vô rồi mày hỏi sao mày tâm mày không 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 tỉnh đó, idol của quay đó đúng không, các chửi có sai không, sống rồi để cho đi đúng rồi. Ừ, cho đi cứ cho đi đi, cho chứ nhiều vô đời không có bao nhiêu cái 5 năm 10 năm. Tôi nói luôn mấy thằng mà nó dính vô 2 tỷ đô đó ha, hai gì cái mấy thằng mà dính vô 2 triệu đô đó vừa rồi á, quên mẹ nó đi, không có chuyện lấy lại đâu ha, tỉnh lại chấp nhận mất đi à, không có chuyện lấy lại. Tại sao cả hai thằng đều dốt, cái thằng huy động vốn phước một mà lời 50 mà xài 50 nó dốt, mà bà mẹ nó cái thằng mà đem đem vợ mình cho thằng khác xài càng nó càng dốt. Tiền các bạn là vợ của các bạn còn gì nữa đúng không, tiền các bạn đặt ở đâu ông các bạn đặt ở đó, mà cái đây tiền mình đi cho thằng khác chơi hộ xài hộ nó dốt còn mẹ nữa, hai đều đáng chết đó, không có nào đáng thương đó. Ok không? Đó. Học nắm những cái đó, mấy cái đó coi vậy, tôi nói các bạn coi vậy chứ nhiều người mà đến bây giờ mà còn bị không đùa đâu, tốt nhất tới bây giờ đi đòi nợ trời trời, tốt nhất người ta lo, người ta quay quay quần bên gia đình bên này nọ, tốt nhất đòi nợ mấy ngày thường cũng đòi, đã tết đòi nó kỳ thì đòi cũng có lương tâm của nó thiệt đó. Chuỗi đau của em đây anh anh cầm đi, bình nước 1 lít mà chứa 10 lít đúng rồi. Lần trước có một lần cô viết một cái bài, một cái câu chuyện nói về cái câu về cái bài đó, về cái câu chuyện cái bình chứa nước. Các bạn hãy lên thư viện chính của lên cái trang Ricky Trading chính, các bạn đọc, các bạn xem lại, các bạn nghe lại. À, thầy cho em hỏi kịch bản Tết âm lịch liệu có xảy ra bán tháo hay không, chắc bạn này mới vô, hồi nãy đầu buổi cô có nhận định về cái thị trường BKC khả năng rất cao ha, khả năng rất cao là có đấy, khả năng rất cao có đó. Rồi các anh em xem có câu hỏi nào nữa để tôi sẽ giải đáp cho mọi người ha. Cho nên các bạn phải cảm ơn những cái người mà hỏi vừa rồi, tôi nói thật á, các bạn nên cảm ơn họ, tại vì nhờ họ những cái câu hỏi của họ mà chúng ta vỡ được rất là nhiều cái kinh nghiệm xương máu của những cái anh chị em thế hệ trước, họ đã dũng cảm, họ đi huy động vốn,
họ đã dũng cảm đem tiền của mình cho thằng khác gây hộ đó và để lại kinh nghiệm. Cái đổi lại được là họ mang nợ, và cái mà được của chúng ta là chúng ta học kinh nghiệm của thằng khác. Đấy thôi. USD VN trên VND có thể giảm xuống 23 vì sắp tới hay không? Qua tết á, bây giờ là bây giờ cái tỷ giá đã điều chỉnh rồi các bạn, đã điều chỉnh theo một cái hướng tích cực rồi. Thì trước đó tôi có nói với mấy anh em là cuối năm sẽ có cái sự điều chỉnh, nó điều chỉnh sang một cái hướng tích cực. Nhưng mà cái đó nó không phải là một cái tốt đâu các bạn. Cuối năm cần thanh khoản nhiều các kiểu này nọ này, cho nên cái đó nó chỉ là cái nhất thời thôi các bạn, chưa phải là một tín hiệu đẹp. Rồi sang năm 2023 Fed nó tăng lãi suất, chắc chắn nó tăng lãi suất nữa. Thì lúc đó chúng ta lại phải view lại, ít nhất là quý 2 chúng ta mới coi lại tình hình. Đó, xem tỷ giá nó có điều chỉnh hay không là phải coi lại. Nếu mà cái xuất khẩu của chúng ta ngon lành, đem về thặng dư nhiều, xuất khẩu đem về ngoài thì chỉ ngoài hối nhiều, chúng ta sẽ không lo, tỷ giá chúng ta sẽ giữ vững được. Đó. Thị trường chứng khoán Việt Nam đã có thể uptrend chưa? Thường những cái bạn mà hỏi về cái câu chuyện là Bitcoin uptrend chưa, chứng khoán Việt Nam uptrend chưa, thì câu trả lời của tôi là tôi khuyên bạn rút tiền đi, bạn đừng có chơi, bạn tin tôi đi. Tại vì một khi vào thị trường mà bạn không xác định được xu hướng và bạn phải đi hỏi người khác á, cái vấn đề nó rất là lớn và chắc chắn bạn chơi bạn thua đó. Thiệt, bạn nghe tôi đi, bạn thương vợ con bạn đi, bạn thương bố mẹ gia đình bạn đi, bạn tin tôi đi, bạn rút đi, đừng chơi thật đó. Đó là lời khuyên để bảo toàn vốn cho bạn đó. Còn nếu mà nói về cái nhận định thị trường thì tôi nói thị trường chứng khoán Việt Nam không ngon, ít nhất phải qua đến quý 1, quý 2 của năm 2023 thì mới có cái khởi sắc. Ví dụ như chúng ta nhìn còn nếu mà chúng ta nhìn về phân tích kỹ thuật, chúng ta nhìn VN Index, chúng ta nhìn xem mèo nhà tôi nó mới đẻ, mấy đứa nhỏ nó la dữ quá, chúng ta nhìn VN Index xem đó, 4 giờ D1 nè, nó y chang lên BGC, không có khả quan. Ok chưa? Rồi, để xem có câu hỏi nào con giải đáp cho mọi người nha. Năm 2023 sẽ như năm 2019 hả? Chúng ta sẽ không xem như vậy đó các bạn. Những cái, một trong những cái dở của đám đông là hay xem như vậy, có nghĩa là hay so sánh 2020 năm này so với mấy năm trước. Bản chất á, mỗi năm như vậy nó sẽ có cái bản chất, mỗi năm như vậy nó sẽ có cái gọi là cái vĩ mô nó khác nhau, cái tình hình nền kinh tế nó khác nhau, cho nên chúng ta sẽ không so sánh như vậy được ha. Rồi, sorry anh em hơi ồn cái. Vừa rồi tôi cứu một con mèo mẹ và nó sinh ra 3 đứa con. Sau đó con mèo mẹ nó gặp bệnh, nó bị bệnh và nó mất. Bây giờ cô phải chăm luôn cả 3 đứa luôn. Thế là vừa có việc nhà vừa bận rộn mà bây giờ vừa phải làm giúp em. À, thầy có bài cúng đêm giao thừa không? Có, quên nữa, nhắc tôi mới nhớ. Năm nào tôi cũng chuẩn bị một cái bài đó cho mấy anh em cộng đồng á. Tôi chuẩn bị cái đó. Thì sẽ có một cái bài đó cho hướng dẫn cho mấy anh em. Nhưng mà tôi nói nè, chúng ta cũng đừng có mê tín quá. Cái đó nó sẽ không có, đừng có đặt nặng cái việc đó quá. Nó sẽ không có hiệu quả, nó không có hiệu quả nhiều. Tại vì hiểu đơn giản như vậy nè, bản thân kiến thức không có, trình độ không có, thì may mắn cơ hội nó có tới thì chúng ta cũng không có nắm bắt được, đúng không? Bây giờ tôi nói một cái đơn giản thôi. Ví dụ đi, chúng ta làm nhân viên bán hàng, tự nhiên cái may mắn quá, công ty nó cho chúng ta lên làm giám đốc, nó cho lên làm giám đốc khu vực luôn. Các bạn dám làm không? Các bạn cảm thấy các bạn đủ tự tin để làm không? Đúng không các bạn? Năng lực không có, kỹ năng không có, trình độ không có, kinh nghiệm không có, dám làm không? Bạn vừa leo lên, bạn cơ hội tới, nó leo lên cái cũng gãy, thằng khác nó kéo nó xuống. Cho nên đừng có kỳ vọng cái đó ha. Bạn, cái mà tôi hay nói với mấy anh em học viên á, cả cộng đồng luôn á, chúng ta đừng có kỳ vọng những cái bên ngoài, đừng kỳ vọng cái ngoại lực, mà chúng ta hãy kỳ vọng cái nội lực. Tức là gì? Tức là chúng ta sẽ không kỳ vọng may mắn nó tới,
Chúng ta không kỳ vọng may mắn nó tới, và chúng ta cũng sẽ không kỳ vọng xui xẻo, không may nó không tới. Mà chúng ta phải kỳ vọng bản thân chúng ta đủ mạnh, đủ thực sự mạnh, để dù cho may mắn nó không tới á, hoặc là xui xẻo nó tới á, thì chúng ta vẫn chống chọi được. Thậm chí xui xẻo nó tới, chúng ta cũng phải biến đó là thành một cái may mắn. Cho nên hãy kỳ vọng chính bản thân chúng ta. Đừng có kỳ, có nói các bạn không có năm nào mà Tết cô đi chùa, cô cầu cái gì, cầu may mắn, cô cầu sức khỏe, cô cầu tuổi thọ, cầu mẹ nó, cô không cầu đó đâu các bạn. Thật đó, cô cầu những cái khác vậy thôi. Em thấy vàng tăng, USD giảm, nhưng CPI USD 1.2% chưa đạt được. Điều chính sách tiền tệ của Fed đang không hiệu quả. Em muốn xin góc nhìn của anh. À, cái đó sẽ có. Cái đó ngày 27 có một cái bài rất là chi tiết về dữ liệu này, là các kiểu luôn. Có phân tích về cái đó. Để các, tại vì phải có cái bài đó thì các bạn mới hiểu những cái mà cô đang nhận định 2023 nó sẽ như thế nào. Nó là cái cơ sở như thế nào. Đó. Cái đó là ngày 27 có, tôi sẽ nói với các bạn. Thầy ơi, nói thêm về cái mối tương quan giữa Fibonacci và lý thuyết Dow được hay không? Tại sao điều chỉnh về 3.2 và 50? Cái đó là mấy cái clip trước có nói rồi, và trong cái file, trong cái nhóm cộng đồng á, tôi có up một cái file, không biết mấy anh có để ý, mấy anh em có để ý không, đây nè các bạn thấy không, trong nhóm cộng đồng nè, cộng đồng Risky Trading nè, click chưa, cái channel trong cái mục file, thì trong mục file này có rất là nhiều cái mà tôi đã cần up, ví dụ như những cái quyển sách như Hội Âm Điển Việt Nam nè, rồi tại sao các quốc gia thất bại nè, là vì vĩ mô nè, Blend Hole Coin 2023-2024 nè, chính sách vĩ mô là cái file giáo trình dạy luôn. Và trong đây có cái file phân tích kỹ thuật luôn, 20 năm lịch sử thị trường chứng khoán cũng đã up rồi nè. Khóa x 500 tài khoản luôn, up luôn. Ok chưa, cách băng cơ quản lý dòng tiền, trong đây nhiều cái hay lắm mà các bạn không tận dụng, các bạn dở lắm. Rồi còn cái việc mà bạn hỏi về lý thuyết Dow và Fibonacci, nó có trong đây là tổng hợp kiến thức nè. Click vô đây thì nó, các bạn tự download về một cái file, nó là như vậy, cái file nó là như vậy. Còn đó, các bạn học cái này xong là mấy thầy bà nó thất nghiệp. Tin cô đi. Tại vì trong đây nó có hết rồi. Đó, tôi làm cái file này nè, tổng hợp kiến thức cho các bạn nhìn nè. Thấy không? Bên trái là quyết cọt, bên phải là phân tích kỹ thuật. Gồm có bao nhiêu bài, Sonic Error, rồi lý thuyết Dow. Đây nè, đó, đầy đủ không? Rồi ở dưới là tâm lý giao dịch quản lý vốn, kinh tế vĩ mô cũng có trong này luôn. Nhiều không? Click vô là nó ra cái clip giải thích hướng dẫn cho các bạn. Clip này có thể ngắn 15 phút hoặc là clip dài full. Ở đây nó có file tài liệu luôn, có đường link file tài liệu luôn, cho nên các bạn chỉ cần các bạn nắm cái file này, các bạn học. Tôi nói các bạn tết này, các bạn rảnh ở nhà, các bạn đừng có đi cầu chùa chiền, đừng có đi cầu may mắn gì đó. Bạn rảnh các bạn nạp thêm kiến thức thôi thì tự nhiên may mắn nó tới. Các bạn luyện hết cái này của nó, các bạn tự nhiên đắc đạo. Các bạn không cần phải có mấy khóa học mấy trăm ngàn đô, mấy ngàn đô bên ngoài, không cần. Tin tôi đi, dễ lắm. Các bạn vô trong group chat cộng đồng, các bạn hỏi thử đi, còn nó trả lời cho các bạn cái hiệu quả của file đó, cái file đó có sự có ích hay không, hỏi đi, nhưng mà cộng đồng nó nói cho ha. Đó, vô đó nghe lại sẽ có cái kết quả đó, biết được tại sao là lý thuyết Dow và Fibonacci nó quan trọng. Và cái câu chuyện là tại sao nó là điều chỉnh về tỷ lệ vàng 3.2 và 50%, thì có nói các bạn cái Fibonacci á, nó tồn tại ở khắp mọi nơi trong cuộc sống, chứ không phải trên cái đường giá, nó không phải trên đường giá, nó tồn tại ở trên cái tỷ lệ gương mặt của bạn, giữa cái khuôn mặt của bạn so với cánh mũi, so với cái lỗ mũi á, và nó tồn tại giữa, nó có tỷ lệ vàng giữa cái chiều dài cánh tay của bạn so với toàn cái sải tay của bạn. Thậm chí á, cô nói này hơi vui, cái mấy chị bỏ qua, có một cái con số tỷ lệ vàng giữa cái cây súng của mấy ông á so với cái ngón tay, cái mũi của mấy ông, nó có tỷ lệ vàng luôn, nó không đùa đâu. Không tin tối nay về á dạch ra đo thử đi nha, nó là thật. Đừng hỏi cô đo chưa nha, tôi đo rồi, khỏi hỏi. Tôi biết mấy ông thế nào cũng chọn câu đó. Có bạn Quang Hòa Phạm, của em dài hơn. À đúng rồi, của em dài, anh nói trời biết đất biết, ai cũng biết, nguyên group này biết, em không cần em nói trên đây đâu ha. Em không cần khoe trá hình trên đây đâu. Đó, về tìm hiểu đi, cho nên tỷ lệ vàng nó tồn tại ở khắp mọi nơi.
ha, khắp khắp mọi nơi trong cuộc sống chứ không phải là trong cái đường giáo không. Rồi, thầy nói về những thói quen tốt của một trader thành công. Một trader thành công á, cái thói quen tốt á, giảm chi. Đó thì không thói quen tốt nào mà không có đó. Các bạn giảm chi thôi. Là đó là thói quen cực kỳ tốt. Các bạn giảm chi rồi thì tự nhiên các bạn sẽ thấy là các bạn trân trọng đồng tiền là cái thứ nhất. Cái thứ hai, các bạn sẽ không phải nhảy lầu nhảy cầu mỗi lần trade thua, mỗi lần đầu tư thất bại. Được chưa? Các bạn giảm chi các bạn sẽ thấy là các bạn sẽ có cái cơ hội rất nhiều để thua làm lại nhiều lắm. Và các bạn giảm chi các bạn sẽ thấy là à mình có cái khi mà mình cần mình học khóa học nào đó, anh cần làm gì đó, mình có tiền cơ hội nó tới là mình có đạn dược mình chơi liền luôn. Còn hơn bây giờ có nói vui lắm, nhiều ông nhắn bây giờ các bạn thấy không, tôi cho nát tài khoản ra xong rồi bắt đầu lúc mà cần tiền để làm việc gì đó thì lại không có. Mỗi đúng cái việc là gì, giảm chi không giảm được. Các bạn nói làm sao biết mình hợp với cách đánh nhanh hay ôm lâu, cái đó chính bạn biết thôi, chính bạn phải cảm nhận được. Nếu mà trong quá trình đánh mà các bạn cảm thấy bạn bạn đánh theo cái lối đó bạn thua vài thôi bạn đừng đánh nữa, nó không có phù hợp. Còn trước đây á, ví dụ trong anh em trong nhóm 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 học viên á thì tôi hay tương tác, thì trong quá trình tương tác tôi nhìn cái cách mà họ họ trả lời câu họ trả lời họ họ tương tác với tôi á thì tôi đoán được cái phần nào về cái tâm lý của họ, cái đó gọi là nhìn mặt biết số nhà. Còn có những cái khóa offline á, ở đó học viên có cái khóa offline á thì tôi may mắn tôi gặp được mặt của họ, tôi nhìn trên gương mặt của họ tôi biết có những cái người cảm xúc, những cái người nóng tính thì họ không phù hợp về trade ngắn, nhưng không có nghĩa là không hoàn toàn không được trade ngắn. Thì nếu mà muốn hướng họ về trade ngắn thì chúng ta phải biết giữ được cái bệnh đó của họ và có những cái cách khắc phục. Đó là cái cách, cho nên như cái bây giờ hỏi làm sao biết được thì chỉ có bạn biết được thôi, chỉ có bạn biết được thôi. Tại vì dễ lắm, bạn vào một cái lệnh mà các bạn thề non hẹn biển đòi gồng Bitcoin từ 17.000 đô lên 60.000 đô mà bây giờ cứ mở chặt 5 phút coi là coi như là xong rồi, là hiểu rồi nha. Rồi để xem câu hỏi nào nữa nha. Đâu hồi nãy hình như có một số câu ở trên cùng bị sót á, tôi chưa trả lời được thì các bạn nhắc lại giúp nhé, bây giờ kéo lên nhiều quá đọc không hết. Có bạn hỏi trade nhiều mắt hay bị mỏi, có bài tập nào để giảm bớt mỏi mắt hay không? Uống thuốc cũng không hiệu quả lắm. Cái cách tốt nhất là tôi nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên nếu mà anh em mình chơi nhiều mà bị mỏi mắt á, thì các bạn phải coi lại cái màn hình mà các bạn đang tương tác, các bạn đang đang xem mỗi ngày nhé. Có thể là cái cường độ nó quá mạnh, các bạn cần phải điều chỉnh nó xuống. Một cách cách thứ hai á, thì hôm trước cô có chia sẻ là trong cái phòng làm việc của các bạn nó phải là một cái môi trường nó có cây xanh, nó có không khí trong lành, để mỗi lần mà các bạn mỏi mắt á, các bạn nhìn vô những cái đó, ví dụ như cô hay các bạn làm việc cô thì các bạn đang nghe róc róc là nó đang có cái hồ cá thủy sinh. Một khi mà cô mỏi mắt á thì cô sẽ không nhìn vào máy mà cô sẽ nhìn vào hồ cá hay cô nhìn vào cây xanh gì đó, nó sẽ tự làm cho mình cân bằng lại, nó làm cho mình dịu lại. Đó là một cái cách ha. Nhưng cái cách tốt nhất vẫn là các bạn phải coi lại cái màn hình của các bạn, cái độ sáng nó có quá thật sự quá nhiều quá quá, quá mạnh hay không ha. Rồi còn nếu mà nói về phòng nó nói về 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 uống thuốc hiệu quả thì cô sẽ không dùng thuốc, mà thường là các bạn có thể dùng dùng trà mà bọt trà, mà các bạn pha trà mật ong chung với cái kỷ tử, cái viên kỷ tử là cái viên thuốc thuốc bắc đó. Nó giống như táo cầu nhưng mà nó rất là bé, thì các bạn ra các bạn nói tao biết rồi, các bạn để cái đó vào hoặc các bạn có cái hầm cái đó với một số vị thuốc bắc nữa các bạn uống thì nó sẽ bổ mắt đó. Ngày 27 cũng live tối hả? Đúng rồi, ngày 27 top âm lịch. 27 top thì
Zoom 8:20 giống bây giờ. Ok, để tôi kéo lên xem có sót câu hỏi nào cho anh em không nha. Hãy cho em xin bộ indicator Sonic Error cho em MT4 thì nói với các bạn luôn là không có. Bên em MT4 nó không có Sonic Error, các bạn phải tự set up những cái đường đó. Các bạn tự set up cái đường đó, cái chỉ số thì để set up cái bộ Sonic Error đó, các bạn phải set up 3 cái đường EMA 34, chọn EMA nha. EMA EMA các bạn chọn 3 đường, đầu tiên là 3 đường màu xanh này nè, là một cái giá cao nhất, giá đóng cửa, giá đóng cửa cao nhất, giá đóng cửa thấp nhất và cái giá trung bình để ra đường này. Sau đó cái đường email màu cam, màu tím thì các bạn tự các bạn set up cái giá đóng cửa thôi là xong. Vậy thôi. Để xem có Fed tăng lãi suất lên cao nhất đi ngang và có dấu hiệu làm giảm lãi suất cao gom hàng hay thôi. Cái đó không không cái không không nhìn cái cách đó. Nhìn cái cách đó chết á. Tại vì nhìn cái cách đó dễ như vậy thì thiên hạ nó giàu lâu rồi. Không nhìn được cách đó, nó phải kết hợp theo nhiều cái dữ liệu nữa. Năm mới mèo đẻ, mèo đẻ con thì có tâm linh gì không? Câu hỏi này cũng rất là hay, nó không liên quan đến trai nhưng mà cô sẵn cô chia sẻ luôn các bạn luôn. Thôi tôi thì tôi bị một cái khuyết điểm là tôi yêu động vật, mà một khi đã tôi nhìn thấy được không bỏ được. Con mèo mẹ mà vừa rồi tôi cứu các bạn biết không? Thì có một cái cậu nhóc, sau đi phải nói là nhóc nhưng mà cậu nó còn khá nhỏ, cậu này ít ra thương mèo, mà cậu này ở trong một cái khu nhà rất là cái khu nhà rất là khá giả, rất là không phải là cái nhà nó gọi nhà biệt thự không á, thì khu đó người ta không thích nuôi mèo, mà cậu này cậu rất thích nuôi mèo, thì cậu này cậu mới nuôi mèo đó, xong rồi các bạn biết là nó mang bầu và nó phải đẻ ở một cái khu vườn ở gần đó, và nó thấy sót nó đăng lên mạng ai giúp nó, thì cô đang ngồi chơi cô thấy như vậy thì cô mới đi cứu về và cô nhận nuôi. Thì khi mà cô đi á thì cô đi rất là gấp, tôi mặc quần ngắn tôi đi mang dép lê đi rất là gấp, tóc cũng dài đi, thì cô đi đó cô cứu thì bắt đầu người ta cũng thấy lạ, người ta mới hỏi, cô mới nói là cô cứu về là cô nuôi, và người ta cũng hỏi, người ta quan tâm á, tại vì ở đó có rất là nhiều người ta, người ta cũng cái kiểu mà thương mèo nhưng mà để cho mèo vô nhà thì người ta không cho, người ta nghĩ là xui cái kiểu vậy á đó. Thì nhiều người á cái gì cũng có nhưng mà toàn là miệng không à, thương miệng không à, thương mồm không à, nhưng mà đụng đời ít đụng tiền bạc nó khác liền à, là lôi ra. Thì mẹ của cậu đó cũng như vậy, không cho cái cậu đó cứ coi, mà cậu đó muốn tìm một cái người chủ để nuôi con mèo đó, thì cô đến đó cô nhận về. Thì cô nhận về, các bạn biết không, cô kể các bạn nghe vui lắm, sẵn các bạn hỏi cô nói. Thì lúc đó cô đến đó thì hầu như người nhà giàu ở đúng không à, nhìn tôi như vậy cái người ta nói, ủa con làm người gì mà nhận nuôi mèo nhiều dữ vậy? Tại vì họ hỏi tôi thì cô nói cô có mấy cái trạm lần cô vẫn nuôi như vậy. Cô mới nói là con thất nghiệp cũng khoảng 7 năm nay à, có nghề ngỗng gì đâu, được cái nhà có điều kiện đó, phước nó có cho nên tiền có nó xài hoài. Nó có nói như vậy à, tại vì trong suốt 7 năm nay cô còn phát lương không chứ cô đéo có lương, cô còn đi phát lương cho tao không à đó. Là một câu cô sóc óc một câu. Câu thứ hai, có một cái cô lớn tuổi, một cái bác lớn tuổi đẩy đứa nít, trời đem nó đi đi con, mèo nó xui lắm, mèo nó xui lắm. Nó dạ mèo xui không, con không biết, chứ ở Hồ Chí Minh này con có 4 căn, Hồ Chí Minh này con có 4 căn cho thôi à, con không có nhiều lắm, chuẩn bị 5.000 mét vuông trên chỗ Bảo Lộc á, Lạc Dương á, chuẩn bị mở trạm nuôi mèo đó. Thì cô nhìn cái dáng con giống người xui lắm à, rồi mới cô sốc câu đó đó, người lớn ba lớn tuổi rồi mới im liền cái chưa, cô mở điện thoại nè, hai cái trạm mà cô đang làm ở Hồ Chí Minh cả 100 con mèo, nhà có điều kiện mà, thuê người chăm, thuê bác sĩ chăm. Cô nhìn con có giống người không may mắn không, mèo xui hả? Cô nhìn con nuôi cả 100 con như vậy có giống người không may mắn không? Tôi nói cho nên cô nói từ nhân tướng học cho đến mọi thứ, má nó xui không là do cái miệng đời, do tư duy, do cái kiến thức, do cái nghị lực, những cái đó nếu có của nó các bạn may mắn cũng thành xui. Còn một khi những cái đó mà có rồi á, xui cỡ nào cũng vượt qua được, cũng thành may mắn. Chỉnh mấy mẹ nhà giàu ở cái khu đó là cái gì? Nó là cái đường
cái chỗ Lạc Long Quân đi lên là tới cái đường là đi thẳng hoài là cái đường gì, xong về bên tay trái có một cái khu nhà giàu mà và đạo chú đó, ở đó cô vô cứu ăn mèo gì, cô vô làm gì đó. Cho nên cái khái niệm mà mèo chó hay là cái gì đó mà không may mắn đó, may mắn hay không là do chính chúng ta chứ không phải do chính những con đó, hiểu như vậy ha. Cho nên cô nói cái khó nhất là cái mở não của con người, cái mở não của con người là cái cực kỳ khó, mở cái mindset của con người rất là khó. Ok. Anh Thành cho em hỏi, volume 50 đô anh nói đánh để cảm chạc hay là để tính đồng 7? Cái đó là cái tiền mà anh bỏ vô chưa tính đồng 7 đó. Và nếu mà bạn cảm chạc tốt thì tôi khuyên bạn, bạn đánh đúng một con và chọn đúng một đồng 7 để càng cảm nhận được cái biên độ của nó. Ví dụ bạn đánh 50 đô, bạn chọn BGC, bạn đánh X20 hoặc X50 đều được. Nhưng bạn chọn đúng một cái cho tôi và chọn đúng một con BGC đánh. Đừng có cái lúc mà chọn BGC không có cái nhảy qua đánh on coin con này không có nhảy qua đánh con kia, bạn đánh hồi thời gian xong bạn không cảm nhận được cái gì hết đó. Bạn không có hiểu được con nào nó đi như thế nào hết đó, đúng không ạ? Cho nên cái cách tốt nhất làm cái gì cũng phải có sự tập trung, đặt cái tâm của mình vô, đặt cái tâm của các bạn vô thì nó sẽ ra cái quả ngọt. Còn bây giờ lúc nhảy bên trái lúc nhảy bên phải nó không có được cái gì cả đó. Đã nói là cảm chạc thì phải đánh đúng một con, đúng một cái đòn bẩy. Bạn đánh thử 100 kèo đó thì 100 lệnh nó đi ra vào lệnh 100 lần thì tự nhiên đúng con một đúng đòn bẩy đó, tự nhiên bạn cảm nhận rất là rõ được cái biên độ của BTC nó đi, đúng không? Các bạn nói chứng khoán bây giờ up kiểu gì? Bên, bên 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 chat vừa đó có up cái hình vui lắm, cái up cái hình mà cái cây mà ước nguyện á, xong nó treo mấy cái bô, nó treo mấy cái bô trên cây màu đỏ đỏ trong group chat rồi đó. Ông nào mà hỏi chứng khoán uptrend không thì gửi cái hình đó cho nó nha. Up này ra đó cầu nguyện. Ừ. Ra mấy cái cây, thay vì mấy cái cây mà người ta viết cái lời ước nguyện xong có quăng cái cờ giấy lên kèm cái cục gạch gì đó quăng lên cái cây đó. Thì cái cây đó là có cái bô ở trên đó, nó quăng lên cái bô đó. Ừ. Ước nguyện là cái bô đừng up cho chúng ta là chúng ta may mắn rồi. À, thầy có thể chia sẻ về cái phương pháp học rồi ghi chép kiến thức và thực hành trade được không? Nếu được thì thầy chia sẻ thêm cái cách cân bằng thời gian học tập trên trường và công việc. À, cái này câu hỏi rất là hay nè các bạn. Thì đối với những cái người mà muốn học hiệu quả, không phải là hành không, không phải hành không, mà là các bạn phải tập cái thói quen các bạn truyền đạt lại cho người sau, các bạn phải kể lại. Ví dụ có đơn giản nhất, ví dụ các bạn xem một bộ phim nào đó, các bạn xem về các bạn muốn nhớ lâu, các bạn kể bộ phim lại cho người 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 nào đó chưa xem, các bạn kể đi, các bạn làm thử đi, các bạn kể cho một người, các bạn kể hai người, tự nhiên các bạn nhớ luôn bộ phim, các bạn nói như chi tiết luôn bên trong như thế nào. Cho nên cái cách mà tại sao cô hay zoom cộng đồng á, cô không cần giáo trình, tôi đi hội thảo cũng không cần giáo trình, là tại vì những cái đó cô nói rất nhiều rồi. Bằng cái cách là cô chia sẻ lại cho người sau, cho nên những cái giáo trình nó nằm trong đầu trong cùng không cần người soạn, là một cách. Cái thứ hai, cái việc mà để cân bằng thời gian thì cái này là chính các bạn là người hiểu rõ các bạn nhất, các bạn phải sắp xếp, các bạn phải sắp xếp, các bạn là cái người hiểu rõ rõ các bạn nhất là trong một ngày như vậy cái khoảng thời gian nào bạn rảnh, hoặc ngày đó không rảnh thì trong một tuần có bao nhiêu ngày đang rảnh, khoảng thời gian nào rảnh thì bạn sắp xếp cái khoảng thời gian đó bạn dành, bạn tập trung để làm việc gì đó, để học hay để làm gì đó, chỉ có như vậy thôi đó. Bạn tự sắp xếp thôi, tại vì không ai hiểu rõ chúng ta bằng chính chúng ta đâu, đúng không ạ? Một cái điều nghịch lý là bản thân chúng ta hiểu rõ chúng ta nhất mà chúng ta lại muốn người khác tư vấn cho chúng ta. Người ta đâu có hiểu rõ được cái thời gian, khung thời gian của chúng ta đâu, đúng không ạ? Cho nên cái cách học để nhớ và cái cách mà bố trí khoảng thời gian học như thế nào thì các bạn nắm cái ý đó, các bạn về các bạn sẽ rất xếp lại. Rồi một điều nữa tôi khuyên các bạn, trong cái giai đoạn mà các bạn, ví dụ các bạn này đang nói đang là sinh viên năm 3 chập chững vào thị trường này, thì sinh viên năm 3 thì có nói các bạn còn một năm nữa, thà không học, học cố gắng lấy cái bằng nó ra, nhưng đừng kỳ vọng quá nhiều vào cái bằng đó. Ra đời rồi các bạn sẽ biết, tôi là cái bằng loại U nhưng mà cô mới xài không làm đúng ngành. Cái mà cần á là cái ngoại ngữ. Các bạn học năm ba các bạn bỏ cũng được,
nhưng ngoại ngữ phải có. Học tốt nghiệp xong rồi ra không việc làm cũng được, nhưng ngoại ngữ phải có. Ok chưa? Rồi nếu mà bạn vào, bạn tiếp cận được trong cái thị trường tài chính này là bạn may mắn. Thật sự rất rất may mắn hơn cả 100.000 người ở ngoài, chứ không đùa đâu. Thật. Có ăn biết cô ra đường nhiều khi cô ngồi cô thấy mắc cười lắm. Cô thấy có mấy cái bà, mấy cái mình nói thì hơi, hơi xin lỗi, có mấy cái người mà ở ngoài đường á, họ tranh giành nhau cần đồng, họ tranh cãi nhau, họ làm đủ trò, họ diễn đủ thứ, đeo đủ thứ mặt nạ. Trong chúng ta nhìn chúng ta nói ủa, có cho ấy có lệnh tao có 20 triệu rồi. Sao thấy cô ấy cực quá. Thiệt luôn á. Đó là cái thị trường tài chính nó mang lại. Nhiều khi buồn 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 ngày mai muốn đi Singapore là đi. Năm sau tháng 3 này là cô đi Nhật nè. Đó. Nó mở cửa rồi đi. Thì chuẩn bị cô đi Trung Quốc nữa. Và đợt này cô đi là cô đi với Phao Hoa Ca, các bạn Phao Hoa Ca đi. Cho nên cái tài chính nó giúp cho các bạn rất là tự do. Nhưng để đạt được cái ngưỡng đó phải cố gắng. Nó không có đơn giản là muốn là đạt được đâu. Phải kiên trì, phải cố gắng. Là phải có. Cho nên cô nói đối với những anh em mà những bạn mà sinh viên hay là như vậy, cái dạng mà các bạn rất là may mắn hơn tôi luôn đó. Tại vì cái xuất phát điểm của các bạn nó may mắn hơn cái thế hệ tôi rất nhiều. Cái thế hệ tôi chạy đi chóc vẫy và không được học những cái kiến thức mà được được gọi là đã đúc kết lại, gọn lại 5 năm 7 năm mà họ đã đúc kết lại cho các bạn học đó trong 6 tháng 1 năm. Trong cái thời đó của tôi, các bạn biết là tôi học đủ thứ hết rồi, phải trả giá rất nhiều để hiểu được cái nào đúng cái nào sai. Còn cho nên cái xuất phát điểm của các bạn có in lệch sau, các bạn đi đúng hướng thì sau 2 năm thôi, cái trình các bạn hơn tôi luôn, chả đùa thật. Làm xuất phát điểm của mấy anh em bây giờ là tốt lắm, không có như tôi, không có như mấy thế hệ trước của chúng tôi. Nè, em có ông anh ném tiền cho chuyên gia thầy bà chơi hộ, mất tiền 2 lần rồi không chừa. Trời má, mất tiền 2 lần mà cũng không chừa, đáng chết. Ồ, cái đó không phải lỗi người ta mà lỗi chúng ta nha. Ừ. Rồi. Để xem có câu hỏi nào sót lại chưa, chưa mình chưa trả lời cho anh em nhé. Quá nhiều câu hỏi trên này nè. Rồi chat này trên đây nhiều quá. Bị trôi mất tin rồi. Các bạn nói 4 bước quản lý tài chính của thầy rất hay, vững vững ngay ban đầu là bu ri cứng ngay, mà chắc nhiều bạn lại bỏ qua đúng cái bài đó các bạn biết. Thậm chí đến bây giờ á, các bạn nhìn lại xem nha. Tôi nói một cái ví dụ tôi vừa rồi, tại vì mấy anh này cũng là mấy mấy bạn bè tôi trước đó, cho nên tôi ngại, tôi không muốn nói rõ tên. Vừa rồi có một cái chương trình về tài chính thì mấy anh này mới 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 đưa ra những cái tiêu chí của năm 2023 muốn gửi gắm. Có anh thì đưa cái tiêu chí là cái gì, gì an lành hạnh phúc đầu tư tài chính gì đó đưa tiêu chí nhiều lắm, nhưng tôi chưa nghe một cái người nào nói một cái câu là giảm chi. Toàn là hướng tới tăng thu không, toàn là hướng tới cái việc là đầu tư. Có thể là hạn chế dùng đòn bẩy đó, nhưng mà hầu như là chỉ có đầu đầu tư nghĩ đến TB, nghĩ đến TB, nghĩ đến TB. Tất cả luôn, các thầy bà đều khuyên như vậy. Tôi coi mấy cái buổi luôn, mấy buổi của mấy cái kênh lớn luôn, họ đều khuyên ở đầu cơ cái này, bỏ ít vô này này kia. Nhưng mỗi cái 4 bước mà nó tài chính họ bị gãy ngay ban đầu rồi xong rồi. Ngay cả bây giờ luôn chúng ta thất bại. Chúng ta thất bại, chúng ta có nhìn lại xem chúng ta thất bại có phải là do chúng ta không quản lý đúng 4 bước mà nó tài chính không? Đúng không? Cho nên có nói ngoài cộng đồng, bên ngoài còn học bằng mấy cái cây lá cành lá ngọn, không học những cái xa xôi lắm, trong khi những cái cơ bản không làm mà họ gãy. Cho nên cái cây mọc lên mà không có rễ, không có gốc nó gãy. Cho em hỏi có phải ai cũng thành trader kiếm tiền được hay không, hay phải có cấu trúc mới được? Ok, đợi một chút nha. Các bạn hỏi có phải ai cũng có thể làm trader được hay không, hay là phải có cấu trúc? Cái này á, đúng thực á, là có cấu trúc, mà cái cấu trúc ở đây thật ra nó cũng chả phải gì đó, nó là cái tuệ. Nó phải có cái tuệ. Cái tuệ này có là gì? Khi mà các bạn đọc nhiều, các bạn trải qua nhiều, các bạn có nghị lực, các bạn sinh ra tuệ. Còn một cái người mà chưa trải qua, chưa học, chưa có gì cả,
thì chúng ta không lẽ chúng ta nói người đó không có công chức, đúng không? Nó là nó mới bước vô thị trường này 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng để nói nó không có công chức. Không đúng. Nó phải trải qua và nó đúc kết kinh nghiệm, nó sẽ sinh ra cái gọi. Cho nên một khi mà nó trải qua đúc kết kinh nghiệm, có nghị lực sống đi tiếp, thì bắt đầu cái người đó, cái tổ chức nó mới hình thành. Nó như vậy. Có một số người cho ăn thời gian xong, cái nản quá dẹp mẹ đi, không cho ăn nữa. Áp lực quá, đánh cái 50 đô mà đi collect cũng cầm điện thoại, cao coi, cao đi không hoàn thành, cao đi không 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 ra suôn sẻ luôn á. Đó, mấy người nó không chịu được, bỏ cuộc, để nói cuộc nó không cấu chức. Không, tại vì nghị lực nó không có hình thành. Cho nên cái bài mà có nói đi bám đúng cái ba góc nó rất là quan trọng. Có nghị lực, có tội anh sinh ra. Còn không có nghị lực, tội nó không ra đâu. Cho nên có cấu chức hay không, các bạn có cái nghị lực á. Các em hỏi đi volume lớn ít nhỏ với đi volume nhỏ ít lớn trong khi tổng khối lượng giao dịch bằng nhau khác nhau như thế nào? Khác rất nhau. Khác nhau cái chỗ là chết nhanh hay là chậm? Khác nhau chỗ chết nhanh hay là chậm? Ví dụ của Bình Dương học vụ như vậy là bạn hiểu nè. Cái nhiệm vụ của bạn là đi từ đây đến Vũng Tàu. Ok chưa? Từ đây đến Vũng Tàu, cái nhiệm vụ của bạn là đi từ đây đến Vũng Tàu, có thể là đi từ đây, ví dụ từ đây đến Vũng Tàu là 500 cây số. Cũng 500 cây số đó. Bạn đi chiếc Lamborghini, bạn bắn một cái dèo trong vòng 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ, bạn cũng chỉ đi được 50 cây 500 cây số. Từ đây đến Vũng Tàu bạn cũng chỉ được 500 cây số, volume không thay đổi. Bạn chạy xe đạp, bạn chạy 10 ngày, bạn ra cái đó Vũng Tàu bạn cũng chỉ đi được 500 cây số. Volume vốn không thay đổi. Nhưng nó khác nhau nhiều lắm. Nó khác nhau là một cái thằng nó ngồi Lamborghini nó lái một cái này rất là nhanh, nhưng trong khi đó có một thằng nó ngồi nó đập học gạch luôn. Cho nên volume mà các bạn thấy ít lớn ít nhỏ nó khác nhau cái tuổi thọ, khác nhau chết nhanh hay chết chậm. Đó, bạn đánh một cái lệnh trăm đô đúng không, bạn đánh một cái lệnh trăm đô bạn chọn ít 50, hoặc là bạn đánh lệnh trăm đô bạn chọn ít 20, hoặc bạn đánh cái lệnh 20 đô bạn chọn ít 100, thì theo các bạn thằng nào banh sát trước? Nó nằm ở cái chỗ là cái vốn gốc của bạn á. Cái vốn gốc của bạn nhỏ mà bạn chọn ít to thì bạn dễ có ăn. Cái vốn gốc của bạn mà lớn mà bạn chọn ít nhỏ thì market nó khó làm cho các bạn cháy. Nó nằm ở đó. Mà cái đó mà đã không hiểu được rồi thì các bạn đánh Marina chết á, rủi ro rất cao luôn á. Đó, ok ha. Rồi, các bạn nói khu đó khinh người lắm à, chắc cái khu hồi nãy hả? Trong cuộc sống chúng ta sẽ gặp rất là nhiều dạng người. Trong đó chúng ta phải có tùy mỗi dạng người đó mà chúng ta phải có cái cách mà chúng ta cư xử với họ. Đối với những cái người mà cái kiểu như bạn đó, bạn đang nói cái khu đó khinh người lắm đó, đối với những cái người khinh người lắm đó. Họ giống như những con sư tử. Một khi họ thấy con sư tử khác mà lộng lẫy hơn họ, to lớn hơn họ, miệng rộng hơn họ, tiếng gầm lớn hơn họ, là tự nhiên cái họ chuyển sang họ bợ, họ nịnh, họ làm đủ kiểu. Đó là một dạng như vậy. Đó, nhiều đời người nhiều lắm, nhiều lắm. Các bạn nói sự thích sao thầy thích mèo, em muốn nghe. Sẵn cuối năm cũng chia sẻ luôn, nói cái này đó có nói bên cộng đồng. Có một lần tôi đi cách đây mấy năm rồi, cũng phải là 5 năm rồi, hơn 5 năm rồi. Tôi đi ăn, cô hay vẫn lúc đó là cô chưa lấy bà xã coi. Cô hay dẫn bà xã cô đi ăn khuya. Thì lúc đó trời mưa tầm tã. Trời mưa lớn lắm thì cô nghe tiếng mèo kêu. Thì mèo kêu ở lúc đó tôi ăn ở chỗ đường Trần Hưng Đạo á, nó có một cái quán gọi là cháo ếch á, mà tôi ăn có thói quen ăn khuya đó. Thì đối diện đó là cái chỗ Đại Thế Giới đó, cái chỗ đó người ta bỏ mèo rồi đó. Trời mưa dữ lắm, cái cô mới ra ngoài đó, tôi thấy như vậy, tôi chạy, ước mưa tôi chạy ra cứu con mèo về, con mèo mèo đen cứu về đó. Tôi xin cái bọc tôi bỏ mang về, bắt đầu tôi nuôi. Và lúc đó tôi nuôi cũng có tình cảm, cho nên thấy nó tội nghiệp. Nó nhỏ xíu rồi bé tí à, bằng cái lòng bàn tay à. Đó,
đó là con mèo đầu tiên tôi nuôi, và đến bây giờ con mèo nó vẫn còn nha các bạn, vẫn còn. Sau đó tôi từ đó tôi bắt đầu tôi có thiện cảm với cái mấy con mèo con như vậy á. Thì có một lần tôi nhớ hoài luôn, tôi mới từ cái việc đó thì tôi mới đi hay cho mèo hoang ăn. Thì có một lần tôi nhớ hoài luôn, tôi cho mèo hoang ăn, mà các bạn biết một con mèo, tôi thấy một con mèo con nó đẻ, mèo mẹ nó đẻ mà không biết mèo mẹ ở đâu chắc mất rồi. Thì con mèo con á nó cũng lớn lớn rồi, cái tôi cho nó ăn mà các bạn biết đó, người nó lem luốc lắm, mà nó tôi đưa ba tê, đưa ba tê mèo á, cái miệng của nó cáp mấy cái miếng ba tê, nó cáp nó rất là gấp, nó giống như nó ăn mà nó sợ người khác giành ăn của nó, và nó ăn mà nó chảy nước mắt. Cô có một cái clip tôi có ghi lại cái đoạn clip đó, khi mà các bạn nhìn những cái hành động đó rồi thì các bạn sẽ thấy nó là một cái gì đó nó động lại trong đầu, và cô nói hết kiếp này cũng không có xóa cái hình ảnh đó được. Lúc đó các bạn biết không, trong đầu tôi suy nghĩ, tôi nói ủa tại sao rất nhiều người cuối năm người ta đi Tết, đi chùa chiền, người ta đi phóng sinh, đúng không? Đi phóng sinh, đi làm đủ kiểu, xong rồi Tết người ta mua mười mấy con chim, hai mấy con chim gì đó thả ra, xong rồi đứng trước tượng Bồ Tát cầu, à con nha, con thả 20 30 con, năm nay con bao nhiêu, con 37 34 tuổi gì đó, con thả đúng 37 34 con cầu con thả xong mà con được bình an. Con mắc quay đổi chát dễ quá vậy, quay đổi như vậy Bồ Tát nó kèo ngon vậy, tao làm lâu rồi, tao đâu cần phải ngồi ở đây nghe cô bay điêu kèo với tao đâu. Đó có những cái các bạn biết không, có những cái từ thiện, những cái cơ hội để chúng ta làm việc thiện, việc tốt, nó có mỗi ngày mà không làm, toàn đợi lễ Tết, toàn là đợi những cái lúc đó đi đổi chát với thần Phật, với tượng đá, làm mấy đó không, các bạn thấy giả dối không, má lòng người nó như vậy á. Có những cái bà mà mở miệng ra, cô nói các bạn đi, cô đi cái mấy khu nhà giàu, cô đồng vật này nọ, mở miệng ra cho chị thấy nó, chị thương lắm chị này nọ các kiểu, rất này nọ thương lắm. Chị thương một cái miệng không à, rủ mấy cái thằng nuôi là tao nè, cái thằng mà hả thuê mặt bằng, cái thằng mà thuê nhà mở trạm, cái thằng mà thuê người chăm, cái thằng mà thuê bác sĩ mở thú y là tao nè, mà cái đấy có nói trong cái, có mấy thằng nó mở miệng ra đạo lý nhưng nghĩa nhiều lắm. Nó nói nhiều lắm, tại vì nuôi á đụng có lợi ích nó, nuôi á ảnh hưởng đến cuộc sống nó nhiều thứ lắm đó, lòng người. Cho nên cô nói một khi mà chúng ta làm trader rồi, chúng anh em mà đã là trader rồi, các bạn sẽ thấy là nó thực tế, nó ra nhiều vấn đề lắm, và chúng ta nhìn chúng ta thấy cuộc sống nó rất là thực tế, mà mấy thằng mà lộn xào là mình nhìn bực, tại vì nó nói một câu hai câu là mình rõ được cái trong đầu nó nghĩ cái gì, nó chuẩn bị chốt lời mình hết rồi. Các bạn có đúng không, các bạn thử, các bạn nghiệm giống với tôi coi có phải không, gặp mấy thằng đó mới nói một vài câu là biết rồi, thằng này nó chuẩn bị nó chốt lời mình thôi, chứ bây giờ mình mong là mình chốt nó, mình đéo chốt được nó rồi nó chốt mình hết rồi, cho nên thà mình chốt lời nó. Cho nên tôi nói làm từ thiện có cơ hội làm mỗi ngày làm đi, rồi đối với người các bạn tuyệt đó, các bạn đừng có dễ giúp tiền bạc và thức ăn, nghe sẽ phản cảm đúng không, nhưng mà đó là quan điểm của nó trước, là quan điểm cá nhân của nhân, còn các bạn làm sao tôi không biết. Đối với người tôi chỉ có thể giúp được là cho họ nhận ra một cái điều gì đó hay ho, kiến thức, chỉ có con vật tôi mới cho thức ăn nhà cửa, tại vì nó không có khả năng năng lực để nó mua bất động sản, nó không có khả năng nó kiếm ăn ở trong một cái nơi thành phố con người sống quá đông như vậy, thì giúp vật là giúp cái đó. Còn giúp người á, mà các bạn mà giúp đồ ăn, giúp thức uống, mà có ngày bị nó lụy chết á, nó lụy chết luôn chứ mới lụy chết á. Như cô chia sẻ trong group cộng đồng, có một hồi đó lúc mà tôi còn làm giám đốc bên Vin, mỗi lần mà sinh nhật tôi là cô up mẹ nó Facebook, tại vì sao sinh nhật tôi xong rồi cả đống người rủ rồi chúc mừng sếp các kiểu, mình phải đi cảm ơn mất, cảm ơn mỗi tay luôn, cảm ơn mỗi mỗi tay luôn, không phải mỗi miệng nó mà là mỗi tay luôn, mình làm sếp mình không cảm ơn nó kỳ, nó chúc mình không cảm ơn kỳ, mà mệt quá. Cô up xong sinh nhật cô là cô đi làm từ thiện, cô đi phát cơm, nhưng mà cô chợt nhận ra một điều là cô cho họ bữa ăn ngày hôm nay, coi ngày ngày mai nó đói nó vẫn đói, ngày mai nó sinh nó vẫn sinh, và đời nó không bao giờ nó khá hơn được. Mà thậm chí có nhiều cái mà phát cơm á nha, mà nó hình thành cái nghề luôn. Vừa đó cô nói cho gửi cho các bạn bên thư viện kiến tài chính đó, ở Hà Nội đó, cái việc mà đi 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 ra ngoài ban đêm, ra ngoài họ xin xin thức ăn, xin đồ đồ dùng người ta cho, xin đồ từ thiện thành cái nghề luôn. Phát hiện gì, công an phát hiện là có nhiều người có nhà mặt phố cả 100 mét vuông mà vẫn đi làm việc đó, cũng chả hiểu cái đầu nó họ nghĩ gì. Rồi ở ở Chợ Lớn,
ở khu bến xe Chợ Lớn ở đó có một cái vụ mà cũng phát cơm từ thiện xong gửi trễ, giành giật cái gì đó nó lấy dao đâm chết cái người phát. Cho nên cô nói các bạn làm từ thiện mà không có tuệ nó rất là nguy hiểm, làm từ thiện không đúng cách rất nguy hiểm. Ở con người tuyệt đối đừng giúp tiền bạc cơm áo gì đó, đừng có giúp các bạn thân của đi, có lòng giúp, giúp cho nó một cái miếng, ví dụ giúp cho nó kinh doanh, mua một cái cụ thuốc cho một cái bà nào đó, một bà già nào đó, họ bà đó bà bán thuốc, bà bán gì đó và có thu nhập, hoặc là một cái gì đó nó mang về cái tính chất kiến thức và nó lâu dài. Nói bình dân hơn là giúp cái cần câu chứ đừng có giúp con cá. Còn các bạn giúp cái đó là các bạn gây nghiệp á, thật á. Tại vì không giúp mà không đúng cách á, nó ảnh hưởng ra nhiều cái nghề sau này, nó phát sinh ra nhiều cái nghề và những cái cực lắm, thành ra mình là cái người mà tạo ra cái việc đó. Đó, chia sẻ cái góc độ quan điểm cá nhân tôi coi, còn mấy ông mấy bà muốn giúp kiểu nào giúp mấy ông tùy đó. Có người thân họ hàng cũng chỉ giúp lời khuyên thôi, bạn có thể chọn bằng cách là bạn nuôi họ, bạn bảo kê cho họ được, nhưng bạn nghĩ cái đó nó có hiệu quả hay không? Chúng ta không thể nào mỗi người có một cái cuộc sống, chúng ta không thể nào mà chúng ta cứ đi bao bọc người thân chúng ta suốt được. Chúng ta giúp cũng chỉ giúp một phần nào đó thôi, ví dụ họ ngã ngựa thì chúng ta giúp họ đứng dậy, nhưng khi mà họ đứng dậy rồi thì chúng ta phải bắt họ cự ly đó. Không thể nào mà biết mình có tiền xong mình cứ cái họ có ý lại để mình giúp cái kiểu này, nó không phải cách để chúng ta đang hại họ. Mình chuyện phóng sinh, mình có thời gian làm cư sĩ trên một thiền viện, nhiều người mua cả lồng mèo lên chùa phóng sinh nhưng họ không biết trên chùa không có đồ ăn mặn. Đúng rồi, cô nói không có cái tội là gì đó, mà phóng sinh cái kiểu mà không có cái tội á khùng lắm, nhiều trò mà lắm coi. Cô nói luôn nha, ở một cái chùa, cô xin phép giấu tên, cô nói kỳ, một cái chùa ở quận 9 của một cái ông sư thầy, và một cái chùa luôn ở quận 4, ở quận 4 ngay được gần cái đường Vĩnh 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 Hội Vĩnh Khánh, Vĩnh Khánh. Mụ nội nó má mang cái sư cô nha, sư cô các anh biết người ta đem đem mèo vô chùa, cái bà ảnh hưởng cái việc công của bà kêu người ta bắt, mà những cái người đó là bắt làm thịt đó đó, sư cô đó, thằng trai đó, thằng trai con nhà cô các bạn hay thấy cô chụp hình trên trên cô hay up cái hình mà cô ôm một con mèo xám, cô gọi nó là mướp đó. Con đó cách đây 3 năm 4 năm là cô cứu từ bên đó về, của một cái người ăn chay trường đó. Cho nên cô nói cô rất ghét mấy thằng mặc lờ ăn chay, trước đó cô cũng ăn chay rồi, nhưng những cái đó có dị ứng cái kiểu đó, đó. Tại bây giờ toàn là mượn 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 đạo tạo đời không, nhiều lắm. Nó ăn cái măng ăn chay mà làm đủ trò, thực ra ăn chay để kiếm tiền thôi chứ làm con mẹ gì để vòi tiền để cho người ta thương hại. Rất là ít người mà người ta sẽ ăn chay đúng cách, tôi dị ứng mấy cái đó. Còn một cái bà, một cái ông nữa ở bên quận 9, một ông sư thầy luôn, má ổng kêu cả đám mấy thằng luôn vô, các bạn biết hút mấy con mèo chết la liệt. Cái đợt đó bên cộng đồng cứu hộ, bên 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 cộng đồng hot nhất luôn, hot nhất luôn, đầy nhiều lắm. Nó cũng ăn chay đó, ăn chay đâu phải để câu, ăn chay để âm mưu con mẹ gì không. Cho nên ai ai mà nói tôi với mấy thằng mà ăn chay là tôi chửi á, mày ăn chay mày để thiên hạ biết là mày dở rồi, thiên hạ biết cả chửi thôi, mày ăn chay mày âm thầm mày đừng cho thiên hạ biết thì mày ăn chay. Các bạn nói phóng sinh rất là vớ vẩn, đúng rồi. Thực ra nếu mà chúng ta chuộc hoài thì nó sẽ có hoài, cho nên có những cái chúng ta phải, nó giống như sống điều chỉnh đó. Chúng ta muốn thấy được sống ba bắt buộc chúng ta phải chấp nhận sống hai xuất hiện. Trong Eliot đó, sống một lên sẽ có sống hai xuất hiện. Nếu các bạn muốn có cái ngày mà sống ba nó xuất hiện, bắt buộc các bạn phải chấp nhận sống hai. Cho nên có những cái phải chấp nhận cắt lỗ hoặc chấp nhận hơn đâu, nhìn nhìn nó không chuột là không chuột, để dứt cái câu chuyện đó thì nó mới có sống ba tốt đẹp xuất hiện. Thế còn các bạn còn chuột là còn nó còn mắc lại và nó bán tiếp là một, chưa kể đến cái chuyện mà các bạn biết có nhiều cứu hộ á, có nhiều cứu hộ á liên hệ với lò mổ luôn nha các bạn, xong rồi quay clip rồi gì liên hệ người ta nguyên kêu người ta nguyên tiền
khuyên tiền xong nó chuột về, nó chuột từ lò mổ này nó bán lò mổ khác. Một ngày đẹp trời mạnh thường quân người coi phát hiện cái nó, ủa con này vừa rồi hồi đó con nhớ con mới chuột ở chỗ nào đó, bây giờ nó lại về cái lò mổ này, kiếm lại quay lại cái chạm nó hỏi, cái chạm đó, nó nói chết rồi đó, nó như vậy đó. Cho nên con nói con không muốn dính đến mấy cái chạm động vật ở bên trạm cứu hộ ở mạng xã hội là vậy, con làm được có âm thầm nó cự làm, con muốn dính đằng nào. Con bạn tự nhiên cái rảnh hỏi thầy ơi em tò mò thầy là người hướng nội hướng ngoại. Nội ngoại anh đều hướng nha em. Nội của anh là anh Minh Râu, ngoại của anh là ông Con, ông Con đó, New Con, ông ấy New Con đó. Cái ông mà có trên cái cờ 100 đô đó, đó. Ông Con đó. Nội ngoại anh đều hướng đó em, anh là một cái người mà đa nhân cách. À có bạn hỏi thầy ơi cho em hỏi tài chính doanh nghiệp là quyển sách bì xanh dày cộm phải không? Hình như là vậy. Hình như là vậy. Giọng nói của em rất khó nghe nên không tự tin trong giao tiếp, dần dần rất ngại giao tiếp, có cách nào để khắc phục giọng nói hay không? Em đừng khắc phục giọng nói mà em khắc phục cái kiến thức trong đầu của em á. Cái kiến thức trong đầu của em á, một khi mà các bạn em để ý thử xem, ví dụ một khi mà các bạn trong đầu các bạn không có đủ nhiều kiến thức mà không có đủ nhiều cái trải nghiệm mà các bạn muốn chia sẻ một cái gì điều gì đó, tự nhiên các bạn ấp úng, dù cho giọng nói bạn có nghe hay có này nọ các kiểu nó cũng không có hút người nghe. Còn giọng nói em không hay nhưng mà những cái lý lẽ, những cái từ của em nói nó mang giá trị và thật sự là chính xác, thật sự là có giá trị cho người ta vẫn thấy rất là cuốn hút. Cho nên nếu như em chạy theo cái bên ngoài là cái giọng nói á, là cái bên ngoài, em chạy theo bên trong đi, em đọc nhiều sách vô, em muốn chia sẻ về tài chính, em muốn chia sẻ về cái gì đó thì em phải tìm hiểu rất là sâu về cái đó, chắc ăn về cái đó thì em chia sẻ, thì tự nhiên cái giọng nói của em nó cuốn hút. Ví dụ cái giọng cô đâu phải là một giọng hay đâu, các bạn nghe nhiều các bạn sẽ thấy cái giọng cô nó hơi đớ đớ một chút tại vì cô người Hoa, cho nên có cái chữ cờ và chữ tờ nó nhiều lúc cô nói nó giống giống nhau đó. Cô không phải là một cái người giọng hay, tại sao cô Zoom cũng rất là nhiều người thích nghe, trong những buổi Zoom đó cô có cái gì mà nhiều người thích nghe, cô chia sẻ cái gì mà nhiều người thích nghe đó. Cô là giọng cô đâu có hay, mấy nghe Zoom nó còn nó chửi không chứ có gì hay ho đâu. Các bạn hỏi hồi hồi đó tại sao thầy bán duyên với ngành tài chính. Cái đó nhiều khi nó là cái duyên thật á. Hồi đó đi đi làm sinh viên á, làm sinh viên thì đi kiếm tiền, làm bán thời gian thì vô trong băng làm may mắn trong ngân hàng, gặp đúng cái người thầy 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 thầy, người thầy giỏi, người thầy vai còn giỏi, người thầy có tâm á, thì họ hướng các bạn đi đúng đến đúng cái đường đó luôn, đó là may mắn, đúng là cái duyên thật. Ok, để xem có câu hỏi nào nữa nha. Các bạn nói vậy là cái cách vuốt cổ họng dễ lắm, vuốt cổ họng các bạn cứ vuốt bình thường thôi, tại vì cái đó là cái vùng yết hầu, cái đó là cái vùng mà có tiếng giáp, các bạn vuốt nhiều thì nó sẽ tốt, cứ vuốt bình thường thôi, các bạn vuốt từ trên vuốt xuống, không lẽ cổ họng bạn vuốt các bạn vuốt từ trên các bạn vuốt xuống là vuốt bình thường thôi, cái đó nó sẽ giúp cho các bạn trẻ trẻ nhiều là chống cái lão hóa nhiều lắm á. Lụm chó mèo nuôi có nên triệt sản hay không? Có, nhưng mà nó có cái khó một cái là có những cái con mèo mà nó chưa sinh nở mà các bạn triệt sản thì nó sẽ có nguy cơ bị ung thư tử cung, cho nên khi mà cô triệt sản là cô triệt sản con đực chứ cô không triệt sản con cái. Con cái thì nó phải đẻ một đứa đầu tiên rồi thì các bạn triệt thì nó đỡ, nó không bị, tỷ lệ không có cao, nhưng nó chưa sinh qua lần nào mà các bạn triệt nó bị. Ngay cả người cũng như vậy, người cũng như vậy, phụ nữ mà họ chưa sinh con, các bạn thấy những cái người sư cô á, họ không có sinh con thì họ rất là dễ bị bệnh ung thư, về buồng trứng ung thư này nọ các kiểu trong cơ thể dễ lắm. Đó các bạn nghiệm thử xem, cho nên nếu mà triệt sản thì chị con đực chứ nào. Chị con đực ở cái trạm cứu hộ của cô đang có 2 trạm ở Hồ Chí Minh, cả 2 trạm đó tất cả các con đực của chị hết cắt hết, cho nên các bạn thấy cắt riết cũng mang nghiệp á. Em xin file học tiếng Trung ở cái đó để từ từ up lên những cái file để cho mọi người cho.
À, thầy có phải phân bổ đầu tư chứng khoán, bất động sản, FX, công ty khởi nghiệp riêng hoặc làm thuê cũng được, cộng cộng một khoản gửi tiết kiệm ngân hàng an toàn tài chính hay không? Em làm theo cách đó là đời em nó nát, em cần nên đi phân bổ kiểu đó là đời nó nát đó. Các bạn nghĩ đi, vốn á, nhà đã không có điều kiện rồi, má trai coi chết lên chết xuống, chơi marine SL lên SL xuống, phải phân bổ đầu tư chứng khoán ở bất động sản rồi forex rồi công ty khởi nghiệp rồi thêm một cái khoản đầu tư tiết kiệm ngân hàng. Trời ơi, các bạn chia ra cái năm cái để các bạn đầu tư lận hả, trong khi không có cái nào các bạn rành cái nào đó, không có cái nào các bạn rành cái nào giỏi các bạn rành cái nào đó. Mình sao chia mấy thằng mà thầy bà nó tư vấn kiểu đó là nó giết các bạn á, thật á, nó giết các bạn á, tại vì đã dốt rồi mà nó cho mình học vừa tiếng Anh tiếng Nga tiếng Trung nữa thì ngu mẹ người đó rồi, đúng không, đúng không, đã mình đã dốt rồi mà nó còn tư vấn mình, nó kêu mình đi học thêm tiếng Anh tiếng Trung tiếng Nga cái đủ cái tiếng Lào tiếng Campuchia nữa, có tiếng nào ra tiếng nào đâu. Ok, nói lại về cái bài tập à, massage cổ cho trẻ hóa nãy cô nói là các bạn vuốt yết hầu các bạn. Ok, thầy cho em xin file ngoại ngữ à, bên code này cô sẽ up dần á, tại vì cái file đó nó nặng lắm, đó là cái khóa học, đó là cái khóa học về tiếng Anh tiếng Trung tiếng Nga nó nhiều lắm, thì cô hay sưu tầm mấy cái đó, cô rảnh cô ngồi cô học được cái này, mỗi ngày học ít. Cô sẽ download về và code này up dần lên cái trang thư viện kiến thức tài chính, các bạn chỉ việc lên đó các bạn download về thôi, ok chưa, đó ai muốn học thì học, up lên đó dừng. Cái đó thì sẽ không up risk trading được, đó là một cái mảng khác, cho nên sẽ up bên thư viện các bạn, thư viện kiến thức tài chính đó, các bạn lên đó các bạn lấy về thôi. Có tiếng Trung, có mấy khóa Shopee, có mấy khóa kinh doanh online, có mấy khóa tạo web đủ loại, nó đủ đồ được, chơi muốn khóa nào cũng có khóa đó. Tôi cũng hay sưu tầm mấy cái đó nhiều lắm, tôi sưu tầm nhiều khi bạn bè tôi hỏi tôi có tôi cho họ cho họ, tại vì mình trong trong mấy cái pháp mà gọi là, nếu mà nói về Phật giáo thì bố thí pháp là cái bố thí đỉnh cao, còn cái bố thí thấp nhất là cái bố thí, nói bố thí nghe nó nặng nhưng thật ra là pháp bên 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 Phật giáo họ dùng từ bố thí, có nghĩa là chúng ta cho thì chúng ta cho kiến thức là cái cho đỉnh cao nhất, chứ chúng ta đừng có cho cái bữa ăn cái thức ăn, nó là cái tầng mức thấp nhất, cho nên cô hay sưu tầm mấy cái đó, ví dụ ai mà hỏi là cũng cho đó, cô cho họ một cái kiến thức nào đó, đó. Cô cho kiến thức thì cô được nhận những kiến thức vậy thôi. Ok, thầy ơi cho em hỏi, em có 100 đồng nên mua phân bổ những đồng nào? Em chỉ có spot for future, em có đạn nhưng cho mùa sắp tới sẵn sàng. Hiện giờ á, cái mà mấy anh em cần á, mấy anh em phải phải chữ được cái USDT cho tôi, tại vì cái USDT cái giá này rất là ok, nhìn nè cái giá này khá ok, đây nó đang một cái đà rất là giảm rất là mạnh, tại vì cuối năm người ta bán coin bán đô ra Việt Nam đồng luôn, cho nên giá rất là mạnh, thì đầu tiên các bạn phải chữ được cái này cái đã, ok chưa. Sau đó các bạn muốn biết các bạn đầu tư spot ở đồng nào này nọ, các bạn phải ráng các bạn học về vĩ mô, thì năm 2023 sắp tới này qua Tết âm lịch thì sẽ có một cái khóa mới hoàn toàn dành cho mấy anh em học viên cũ và mới học luôn, và sau cái khóa đó thì sắp tới Zoom thì cô chỉ có up bên channel K6 thôi, học viên K6 thôi, channel cũ không up link Zoom nữa năm 2023, cho nên đây là cái khóa cuối cùng mà để các bạn học lại từ bài 1 phân tích kỹ thuật cho đến vĩ mô tâm lý giao dịch hệ thống giao dịch, học lên lên lên, ok chưa. Đó, kiên trì ráng, một khi mà anh em mình có cái góc nhìn về vĩ mô tốt rồi á, các bạn sẽ thấy, các bạn sẽ tự hiểu là à hồi đó mình đầu tư dễ dàng quá, dở quá, bây giờ nè kiếm tiền rất là dễ, rất là nhẹ luôn, chỉ có ngọn mỗi cái việc là ngồi chờ thôi, đến đúng thời điểm bỏ vô spot rồi lượm tiền chạy gọn lẹ, tài khoản búp lên rất, cái rủi ro giảm rất là nhiều và tài khoản lên cũng rất là cái biên lợi nhuận rất là lớn luôn. À,
Cái video, cái clip nhận định tình hình kinh tế 2023 sẽ live vào ngày 27 tháng 1 hay 27 Tết âm lịch. 27 Tết âm lịch đó. Ngày 27 Tết âm lịch đó. Nha, chứ 27 tháng 1 live gì nữa, 22 là cả Tết đến nơi rồi. 27 Tết live gì nữa, ăn Tết chứ. Live gì nữa. Đâu để xem. Các bạn hỏi là làm thế nào là an toàn cho tài chính, vì mỗi khi cho Bitcoin chứ không có bỏ vô chứng khoán hay bất động sản nữa rồi gửi tiết kiệm để nhỡ có chuyện gì xảy ra. Em đang nghĩ quá xa. Em nghe lại về cái bốn bước quản lý tài chính cá nhân á, trong cái file hồi nãy tôi mở cho các bạn á, nó có cái bốn quản lý tài chính cá nhân á. Trong đó nó có một cái, khi các bạn nghe cái bốn bước quản lý tài chính cá nhân, nó có một cái phần nữa là cái tháp tài sản đó, làm cái đó là bạn sẽ cảm thấy an toàn. Còn bây giờ bạn đừng có nghĩ đến cái chuyện mà bạn trade coin, trade FX, trade cái gì á, không làm vững cái đó trade là nát. Thầy cho em hỏi muốn vào group học viên và trade đánh theo 6 chiến lược cộng 4 hệ thống giao dịch. Trong nhóm học viên họ không chỉ học về 6 chiến lược và 4 hệ thống giao dịch, họ còn học về tâm lý giao dịch, học về vĩ mô. Và mới đây đã có một cái bộ soạn ra một cái bộ chuyên đánh về Marine. Cái bộ đó là cái bộ 6 chiến lược cộng với ba cái cách quản lý vốn đi tiền. Cái đó nó nâng cấp lên cái bộ cũ là 6 chiến lược, cộng với cái quản lý vốn cách đi tiền này nọ thì rất là hiệu quả. Nó giúp cho anh em đánh Marine bứt tài khoản lên nhanh lắm. Các bạn nói có cách nào tăng cường máu lên não hay không? Bạn ngồi nhiều bạn sẽ bị thiếu máu não, giống như tôi cũng cũng từng bị. Cái cách tốt nhất là bạn phải tập thể dục, chạy bộ. Bạn chạy bộ, bạn tập thể dục đó. Để xem có câu hỏi nào nữa nha. Cũng 10 giờ 30 rồi nè. Ok, không còn câu hỏi nào nữa, chúng ta sẽ ngưng ở đây ha. Chơi nhiều có bị tê chân hay không? Có, cô tê tới cái gì luôn á chứ không phải tê chân không nha, tê nhiều thứ lắm, tê nhiều thứ lắm, nhưng mà vẫn là cái cách tốt nhất là vận động. Vận động, các bạn hỏi tôi nhớ học viên thì như thế nào, các bạn muốn bây giờ vào nhớ học viên là cho nó kịp đó, là còn ok đó, chứ bây giờ qua Tết âm là bắt đầu mấy anh em học rồi là không vào kịp, nó lại lỡ bài không có nên, tại vì không thể để quay lại bài một như vậy nó lâu lắm. Thì các bạn mà vào cho nhân viên các bạn BM tôi, đây là cái nick Telegram tôi sẽ không chủ động BM trước mấy bạn, tránh nhiều người các phát cái nick tôi, cái chủ động BM các bạn, thế vì các bạn chủ động BM tôi cái nick này, đây cái nick Telegram tôi ha, đây chấm mi xịt bây giờ thành 84 vậy thôi. Các bạn BM thì tôi sẽ gửi cho các bạn, tôi sẽ gửi thông tin và nhớ học viên cho các bạn ha. Ngày này nếu thành công thì ắt hẳn hết cô đơn. Không hẳn, thật sự không hẳn, tại vì một khi mà cái nghề này mà thành công rồi á các bạn, nhiều khi là lại là cô đơn á, nhưng mà chúng ta không có cô độc, cái cô đơn nó khác cô độc. Cô đơn nhiều khi không ai hiểu mình cô đơn, nhưng cô độc là không có đi đâu được hết á, mới chơi đi không có làm được gì đó, thèm iPhone không được mua ha, thèm cái này thèm nọ không được ăn đó, xã hội nó cách ly mình nó cô độc, nhưng mà có tiền mà muốn đi xin, muốn đi du lịch đó. Cô đơn bây giờ không ai hiểu mình, nhưng mà không sao, cái mẹ nó thiên hạ không hiểu mình, nhưng mà mình được đi du lịch, mình hiểu thiên hạ được rồi đó. Cho nên cái nghề này nó như vậy đó, có thể cô đơn đó nhưng mà không hề cô độc đâu nha, bạn sẽ được đi du lịch mọi thứ, muốn mua cái gì muốn làm gì làm, và có thể ít người hiểu chúng ta nhưng mà chúng ta hiểu được rất nhiều người. Nhiều khi nó nói một hai câu rồi hiểu mẹ trong đầu nó nghĩ cái gì, nó chuẩn bị nó ăn thịt mình, nó chuẩn bị nó chốt lời mình nhìn ra luôn, cho nên vậy đó. Ok. À, có một bạn nói rất hay nè, có định bây giờ còn ít phút nói luôn, có một bạn nói rất hay. Nhà em nói bóng gió bảo nghề này thất đức vì đẩy người khác vào chỗ chết. Câu rất hay.
Trước đó cũng có một cái chị cách đây 2 năm á, chị đó cũng có hỏi tôi, chị đó nói là cái nghề trade này thật sự chúng ta chốt lời thằng khác nó khóc, thằng khác nó chúng ta cười thằng khác nó khóc, chúng ta chốt lời thằng nào nó cắt lỗ, đó trên trên cuộc sống là có thằng nào cắt lỗ thì cái nghề này có thật sự thất đức hay không, chúng ta hiểu như vậy nè. Các bạn ra ngoài, các bạn ra ngoài chợ, các bạn mua con cá, các bạn đang rất là thất đức. Các bạn có nghĩ các bạn thất đức không? Tại vì các bạn mua con cá, các bạn ăn thì các bạn đang góp góp một cái phần vào kích thích cổ vũ cho những người đi bắt cá bắt gà mà ăn, đúng không? Nhưng những người đó người ta không làm việc đó, người ta làm sao nuôi gia đình ta, người ta làm sao nuôi mẹ già người ta, người ta làm sao nuôi con người ta. Vậy bạn không mua ủng hộ người ta có bài thất đức hơn không? Lúc đầu lúc lúc này trong đầu chúng ta sẽ có hai luồng suy nghĩ, đúng không? Nếu mà chúng ta không chơi tài chính, chúng ta không làm mọi thứ, hoặc là chúng ta làm chúng ta chốt lời, chúng ta nghĩ nó thất đức. Thất đức hay không á, nó quan trọng là cái đồng tiền mà bạn cầm trên tay bạn sẽ dùng nó làm bằng cái gì. Bạn trade xong á, bạn trade có lãi xong á, bạn đi ăn chơi, bạn đi hút chích, bạn đi làm cái này cái nọ, bạn mua những cái không cần thiết, bạn dùng cái tiền đó bạn ném vào mặt thiên hạ, bạn làm đủ thứ, bạn áp lực với thiên hạ, bạn làm đó, cái đó là thất đức. Còn bạn nhận những cái tiền đó, bạn 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 dùng những bạn bạn dùng năng lực của bạn, bạn trade, bạn kiếm được những cái khoản tiền đó đó, và bạn làm những cái có ích cho xã hội á, bạn giúp cho người thân của các bạn á, bạn giúp cho nhiều người, bạn có ích cho xã hội á, thì đó nó là cái câu chuyện khác. Đồng tiền chúng ta nó không có hôi, không có tanh, nó không có sạch, nó do cái người cầm. Người ta cầm đi ăn chơi, cầm đi làm này làm nọ nó khác, cho nên tôi mới nói là xài đúng vậy thôi. Không có cái nghề nào thất đức hay không thất đức đó. Tất cả những các bạn biết không, tất cả những cái giao dịch mà đang vận hành trong xã hội này nó đều có mặt trái mặt phải. Nếu như tôi nói bây giờ các bạn đầu tư mua một cái cổ phiếu nào nó cực kỳ thất đức luôn đó. Muốn không, tôi phân tích cho nghe, tôi phân tích cho nghe. Tại vì khi mà bạn đầu tư cổ phiếu bạn mua để bạn đang đẩy giá lên đó. Trong khi rất là nhiều người không có kiến thức, người ta vô tình người ta bị bạn đẩy cái giá lên, và người ta bị đẩy, người ta mua lên cái giá cao, bạn đang đẩy người ta đu đỉnh đó. Nhưng có những cái người mà người ta nhờ cái việc mà phát hành cổ phiếu, công ty người ta phát triển, và người ta làm được rất là nhiều thứ từ thiện trong xã hội, trong cuộc sống. Vậy bản chất chúng ta góp tiền cho họ, chúng ta có thất đức không? Nó luôn sẽ có mặt trái mặt phải. Cái vấn đề chính vẫn là cái việc là con dao nó không phải là vũ khí giết người, nó sẽ là một cái vũ, nó sẽ là một cái công cụ để các bạn trồng trọt tạo ra nhiều sản phẩm. Vấn đề nằm ở chỗ cái tay thằng xài á, cái tay thằng dùng. Cho nên tôi chỉ các bạn cái đó là các bạn nói lại cho những cái người mà không hiểu, người ta hiểu đó. Bây giờ các bạn vì 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 những cái chuyện mà thất đức không thất đức, các bạn vì những cái đó xong các bạn không đi làm, bán tôm cũng sợ thất đức, bán cá cũng sợ thất đức, đi kinh doanh thì cũng sợ đi lừa thiên hạ. Thôi tốt nhất là cho gia đình của bạn đói, mẹ nó chết mẹ nó hết đi thì không thất đức, đúng không? Chúng ta không thất đức với thiên hạ, chúng ta chỉ thất đức với gia đình người nhà chúng ta thôi. Nhìn con chúng ta đói, ok rồi, không thất đức đâu. Cho nên trước khi mà đo lo được bên bên ngoài á, bản thân các bạn tốt cái đã, các bạn lo được bản thân các bạn cái đã. Cho nên cô hay nói một câu á, các bạn muốn làm người xấu, muốn làm người tốt, muốn làm con mẹ gì cũng làm được, các bạn muốn làm xã hội đen xã hội đỏ muốn làm gì cũng được, có tiền cái đã, mày có tiền cái đã đi, mày có tiền mày muốn làm gì làm, còn không có tiền mà đừng nói chuyện cao xa là từ thiện nhân đạo đạo nghĩa đạo lý gì đó, dẹp mẹ nó đi. Thật muốn làm người tốt người xấu, muốn mạnh mồm hay là yếu mồm, có tiền cái đã đi, có tiền muốn làm gì làm đó. Tôi chỉ các bạn như vậy, các bạn nói có họ họ nghe xong bảo đảm các bạn họ họ tối họ phải gác chân lên trán họ suy nghĩ, chứ mà gác gác tay lên trán luôn, gác chân chân lên sáng suy nghĩ. Ok, có nên cho gia đình biết theo nghề này hay không, tùy nha các bạn, tùy. Có một số phụ huynh họ lớn tuổi, họ thế hệ trước họ không có cái góc nhìn như chúng ta, cho nên họ vẫn nghĩ đây là cái gì đó, một cái gì đó. Hồi đó gia đình cũng vậy, bố mẹ cũng không biết là tôi vào ngành tài chính, không biết. Đúng
Đúng rồi, các bạn có nghĩ đó cho đỏ đen cờ bạc. Các bạn biết tại sao bố mẹ người thân nghĩ chúng ta là trò đang chơi trò đỏ đen cờ bạc không? Mà tại vì mấy ông cái lúc mà mấy ông chốt lời, mấy ông có bao giờ mua một cây vàng, nó mua cây vàng nhiều quá, mua một phân vàng, mua những mua tiền đưa tiền bạc dẫn họ đi chơi du lịch, có bao giờ làm việc đó đâu. Cho nên khi mà chúng ta chỉ kiếm đến họ khi mà chúng ta cháy mang nợ, chúng ta mới đi kiếm họ thôi. Cho nên nhiều lúc cái lúc mà chúng ta kiếm họ, họ hoang mang, họ nói mày đầu tư tài chính gì, có thấy mày khô, mày mang nợ, mày lúc đâu thấy bao giờ thấy mày giàu, mày mang tiền mang bạc mang vàng về đâu. Cho nên khi mà các bạn chốt lời, các bạn nên hãy 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 vì người thân các bạn, dẫn họ đi du lịch, dẫn họ tận hưởng, thì họ họ nhìn họ sẽ nhìn nhận cái việc chúng ta là đang đầu tư có lời có lỗ, ok chưa? Cho nên cô hay nói có lời chốt lời đi, có này nè, chốt lời đi, rút tiền đi. Hồi nãy là một bạn bên nhóm học viên hay cộng đồng đó up cái hình mà mới rút 11 triệu mấy á, thế nào nhỉ, mới mới sáng nay nè, mới rút mình 1 triệu mấy đó, đó rút tiền xong rồi đi ăn Tết hay gì nào cho người thân đi. Tôi nói các bạn biết không, tôi nói với bà xã tôi nói cái là hứa của anh đó, là một khi mà Trung Quốc nó mở cửa đó, 1 năm 12 tháng cho em đi ít nhất là 4 lần, đi lúc nào đi ít nhất là 4 lần, đi khi nào hết mẹ Trung Quốc coi. Vợ tôi là rất là thích đi cái cổ trứng đi Trung Quốc, tôi cũng vậy. Tháng 3 này cô đi Nhật nè. Bây giờ đi Trung Quốc chưa đi được, đi Nhật thôi chứ sao. Đi. Chốt lời làm gì? Mấy ông đi cái đó này chứ làm gì? Một khi các bạn đi Nhật rồi, các bạn xin visa đi những cái nước châu Âu nó dễ lắm. Sắp tới đi Nhật, cô nói các bạn cô qua bên Nhật, cô khơi, các bạn quảng cáo bự chà bá bên Nhật. Nó cô cho chạy rồi cái trading trên đó, qua đó cái chụp hình chơi cho sốc. Vui á đúng không, các bạn thử, các bạn nghĩ, các bạn suy nghĩ, các bạn đi Nhật, đi Mỹ, New York, đi đâu đó bỏ ra khoảng 5.000 đô 10.000 đô cho nó chạy, các bạn quảng cáo ở ở ngoài chạy vài giấy thôi, quay cái clip lại xong không, quay cái clip chạy quảng cáo đi cái điện vài giấy thôi, quay clip lại má không đụng hàng luôn á, nhà điều kiện mà PR là phải PR như vậy á, nó mới sốc. Thôi 10 giờ mấy rồi, thôi bye mấy anh em nha. Photoshop ai gì chơi Photoshop chơi đàng hoàng, thôi bye mấy anh em nha.